bảo chị qua là sáng bảo nhà em qua nhà em chốt đơn luôn, còn tối nhà em có đủ người rồi mà. Chiều thứ năm bạn xuống ấy ạ. Thế mà bạn phải gọi trước cho mình một ngày đấy, bây giờ nhà mình tuyển được đủ người rồi nhá. Bạn có máy tính không ạ? Bạn có máy tính không? Không có máy tính thì mình không nhận được đâu nhá. Thế bây giờ nhà mình đủ người rồi, mình lấy bạn mà bạn là phải gọi trước cho mình một ngày để mình còn biết là sắp xếp nhân có nhân đủ nhân viên hay không. Bây giờ nhà mình đủ nhân viên rồi nhá. Xa nhưng mà cái đấy là lỗi của bạn, là bạn phải gọi trước cho mình vì mình có rất nhiều người gọi mình không nhớ, mình không biết danh sách, nhờ bạn phải gọi trước cho mình để mình còn biết là sắp xếp cho bạn hay sao chứ. Ok, nhưng mà mình bây giờ mình rất là nhiều việc, mình hay quên lắm. Bạn phải gọi trước cho mình một ngày xem mình có ở nhà hay có mình như thế nào, mình bạn đi xuống nữa bây giờ đúng không? Rồi, ok bạn. Chào mọi người. Em vẫn chờ khi chưa chị đặt một bộ váy. Rồi ok, nếu mà trong một ngày thì dồn đơn cho em được nhá. Trong một ngày là dồn đơn được đấy ạ. Có dồn đơn cho các chị được. Sao em mới bớt địa chỉ mà em ơi, tự bật cái quạt nhỏ xuống xem, như hơi ồn đấy. Em chờ chị bỏ đi, em có thấy chị Mỹ Linh, em có thấy chị Hoa. Hôm nay sẽ xả đầu like hết, đồng giá hết cho các chị này. Lông gôm các gì đấy em xả hết cho mọi người 39.000 được chưa ạ. Cố gắng lấy trong một ngày like. Trong một ngày like lấy đủ sản phẩm để nhà em đi đơn nhá chị nhá. Có tí nữa em có lên xét. Alo ạ. Chắc là phải tầm 1 tháng nữa là mình mới cần ạ. Áo em mặc không bán chị ạ. Ok, sẽ bắt đầu xả hết cho mọi người này. Lưu ý cho em là phải áp dụng chị nào chia sẻ livestream nhé. Không chia sẻ livestream là bên em sẽ không chốt được đâu ạ. Có em đấy thì chị bảo Dung. Và chị nào muốn xem cái lông côm nhà em ý thì đây. Lông côm đủ mỡ cho các chị, áo phông, quần sóc, có một ít váy, áo kiểu, quần sóc, chân váy, các thứ là đủ hết nhá. Bị nhầm hàng thì inbox và tin nhắn cho em ạ. Em có thấy chị Su Su, em có thấy chị Thúy Hiền này. Ok, sẽ bây giờ xả đầu hết cho các chị này. Lưu ý cho em là phải chia sẻ livestream thì mới được mua các chị nhá. Lưu ý ạ, phải chia sẻ livestream thì mới được mua. Và chị nào có lượt chia sẻ nhiều nhất sẽ được bên em tặng một cái ví như thế này. Có lượt chia sẻ nhiều nhất lên các trang, các nhóm chợ sẽ được bên em tặng một cái ví cầm tay giống ví cầm tay như thế này mọi người nhá. Được chưa? Đây. Sẽ được bên em tặng một cái ví cầm tay như thế này, các chị xem có rõ không? Mỹ Linh nhầm cái gì? Hầu như bên em đều chốt các chị ơi, tránh ít trường hợp nhầm thì sao? Vì là bên em đều chốt, chốt là các chị đặt mã nào thì em chốt cho các chị mã đấy, trừ khi mọi người về, em nói một số khách ấy, trừ khi là các chị có thể về. Các chị không ưng mẫu đấy, các chị lại bảo nhầm. Hoặc là mặc không vừa, các chị có thể nói cho em, chị, em ơi chị mặc không vừa hay như thế nào thì báo để bên em đổi đúng không? Có là mọi người phải chắc chắn, vì nhà em chốt bằng máy. Nhiều khi có nghĩa là các bạn có thể bỏ sai, nhưng mà hầu như bên em đều chắc chắn cho các chị từ đường từ gọi là từ cái khâu mà ghi đơn, chốt màu, chốt. Có nghĩa là khi các chị do các mạng của các chị đúng không? Các chị bấm mã này nhưng mà nó mã sau nó mới chạy thì bên em lại bán cái mã đấy nên nó nhiều bị nhầm. Nhưng mà hầu như bên em đều chuẩn đơn cho các chị hết. Còn nếu mà các chị mặc không vừa hay như thế nào có thể báo em. Em ơi là chị thiếu đơn hay như thế nào em đổi lại cho chị nhé. Mờ á. Thằng ơi lấy cho chị cái tờ giấy nào. Cái giấy mềm ấy. Mờ á các chị. Ok em có thấy chị Hà Hà này. Các chị không vừa, mình mặc không vừa mình có thể báo em là. Thôi thôi. Em ơi em đổi cho chị nhé hay như thế nào. Ngày mẹ ăn vào lịch sự nữa. Đi chơi mà đẹp. Rồi, đẹp rồi, đẹp gái rồi. Đẹp gái. Nhà phụ à? Không. Không, mẹ ăn mặc đẹp mình nha phụ anh chị. Ok. Mặc đẹp, mặc không đẹp, phụ tốt. Các chị xem có rõ không ạ? Mọi người xem có rõ chưa? Em có thấy chị... Thôi, mẹ phụ chị... Em có thấy chị Ly Ngọc Anh. Em có thấy chị Hà. Có, em có chị. Thấy chị Thu Hà Võ rồi, ok. Bắt đầu bán nhá mọi người. Phải nhớ là phải chia sẻ livestream cho em thì mới được chốt mọi người nhá. Chia sẻ livestream thì mới được chốt ạ. Ok Mỹ Linh, nếu mà như thế nào bên mình sẽ chịu trách nhiệm.
Em có thấy chị Thanh Hậu. Lô hôm kia là hôm nào chị? Em là chị Quyên Ami, em có thấy chị Thanh Hậu. Nếu mà nhầm cái gì các chị inbox đúng như em nhầm thì em sẽ đổi lại cho mọi người. M ạ. À, bên em một sản phẩm vẫn ship bình thường, phí ship đồng giá là 30.000 ạ. À, em có thấy chị Hồng Ngoạn này. Em có thấy chị Chính Nghĩa, các chị xem có ok không ạ? Rõ rồi đúng không? Bây giờ sẽ bắt đầu bán này. Em dành 1 phút để mọi người chia sẻ livestream nhá. Chị nào có lượt chia sẻ nhiều nhất sẽ được bên em tặng một cái túi được chưa? Sẽ được tặng một túi và một túi. Sẽ được một tặng một đường một cầm một cái ví như thế này. Quà bà né. À có phải là bà Qué nè là hôm trước em đặt 4 bộ 4 màu đúng không? Hôm nay nhà chị mới về hàng, em inbox để mai các bạn trả đơn cho em nhá. 4127 đúng không chị? 417. Alo ạ. Alo. Alo ạ. Alo. Alo ạ. Ok, bắt đầu bán nha mọi người nhá. Rồi em bắt đầu bán này Hằng. Em sẽ bắt đầu bán nhá. Lưu ý cho em là áp dụng chia sẻ livestream ạ. Áp dụng nhớ là chia sẻ livestream giúp em nhá. Mở quá chị, mở ấy ạ. Mọi người xem có còn, các chị xem có bị mờ không ạ? Có. Em có thấy chị Inivi, Low Form, Low Com, em vẫn đang còn. Em có biết chị tách bao nhiêu thì em vẫn đang còn. Không, áo em mặc thì không có bán ạ. Đây. Chị nào có lời chia sẻ nhiều nhất sẽ được bên em tặng một cái ví cầm tay như thế này. Có thể là hiệu Chanel, Gucci, Louis Vuitton, hay cái hiệu gì MK các thứ nhá. Tùy các chị chọn được chưa ạ? Rồi ok, đây. Chị nào có lời chia sẻ nhiều nhất sẽ được bên tặng một cái ví như thế này. Em có thấy chị Đỗ Hiền. Ok. Rồi em có nhưng mà em không biết chị lấy số lượng bao nhiêu ạ. Chị Thu Hòa Võ ơi, bên em gọi điện chốt đơn cho chị chưa? Rồi em bắt đầu bán nhá. Xả hết đồng giá 39.000 áp dụng chia sẻ livestream này. Mã này chốt cho em là 01, 60 cân đổ về. Ok, em bắt đầu bán nha. 01 01, 69.000. À quên, 01, 39.000. Hôm trước đang bán 69.000 nên lỡ. 01 cho em này. Xả hết cho mọi người 39.000. 01, 60 cân đổ về. 01 cố gắng lấy hai sản phẩm để nhà em đi đơn nhá. 01 kèm số giúp em ạ. Em còn nhiều lắm, chị muốn lấy bao nhiêu em cũng có. 39.000 chốt mã số 02. 01 cho chị Alan Nguyễn. 02 ạ, 60 cân đổ về. 02 may sẽ 01 cho chị Hoa Lê một cái này. 02 xả hết cho mọi người 39.000 luôn đi các chị nhanh tay nhá. Mờ lắm ý ạ. Rồi bây giờ các chị mờ à. Các chị xem có bị mờ không? Đây. Rồi cho chị ơi, có nghĩa là phong chị lấy lôm côm em sẽ để ra. Nhưng mà cái cọc này là lôm côm rồi chị ạ. Mã này cho chị là 04, 39.000. 04, 39.000. Em sẽ xả được trong vòng 30 phút, 30 hoặc đến 1 tiếng. Sau đấy em sẽ bán hàng nguyên cục nhá. Mã này cho chị là 02. À quên, đồng mấy nhá? 04 ạ, 39.000, 55 cân đổ về. 04. Ai nên thì người ấy có hàng nhá. 04. Rồi đẹp chưa ạ? 07, 60 cân đổ về. 07. Xả hết các chị 39.000, mã số cho là 07. Nhanh tay nha các chị ơi. Nhìn nó bị vỡ ý, bị vỡ. Mã này cho xe là 07 này. Dung là 07. Em có thấy chị Đỗ Hiền 07 cho em nhá. 60 cân đổ về 39.000. 07. 07. Ôi đẹp chưa ạ? Con này 55 cân đổ về. 07 cho chị Subin Bảo An này. Subin Bảo An chị ơi cho em xin số nhá. Chạy lại like đi chị ơi, em có thấy chị Thanh Thúy mà, các chị xem có ok không? Rồi mã này cho chị là 08, 55 cân đổ về 39.000 chốt 08. 08, 39.000. 08, em có thấy chị Soso. Chị ơi hôm nay các bạn vẫn chưa chốt đơn cho chị à? Rồi em sẽ báo luôn nhá. Mã này cho chị là 08. 08, 39.000, 55, 56 cân đổ về. 08 08 08 kèm số giúp em nhá. 60 cân đổ về 39.000 cho em mã số là 09. Quần bò thì ngày mai. Mã này cho em là 09. 09 ạ, kèm số giúp em 08 chị Yến Quyên Nguyễn. Mã này cho em là 09. 09 ạ. 60 cân đổ về cho em mã số 11. Mã số 11 em có thấy chị Chính Nghĩa.
chị, em có thấy chị Trần sim, em thấy các chị hết mà, mọi người đừng yên tâm, không lo là mình bị ẩn nhá, em đều thấy hết. Mã này chốt cho em mã số là 11, tay lưới này, hôm trước chị nào hỏi con này đây. Mã số 11, nhớ lại, lưu ý cho em là chị nào có lượt chia sẻ nhiều nhất, để bên hông nước hàng vứt ra xa đấy. Để bên hông bên sườn của em ấy. Mã này chốt, chị nào có lượt chia sẻ nhiều nhất nhá, sẽ được bên em tặng một cái ví cầm tay như thế này ạ. 11, 11 ạ, 11. Mẹ Ken có 11. 11. Một comment cả số giúp em nha các chị ơi, không có số nhà em không chốt được đơn đâu ạ. Rồi đẹp chưa? 39.000. 60 cân đổ về, chốt cho em mã số là 12, bộ khỉ này. 12, 39.000. 12, 39.000. Ngày mai 6 mai bên em sẽ chốt sớm nhá. Mã này chốt cho em là 12, 39.000. 5556 cân đổ về ạ. Mã số 12. 11 cho Nhung Hồng. À 11 cho 12 cho mẹ Ken một cái này, cho mẹ Ken một set này. 12 cho em nhá. Bây giờ sang Facebook này. 12 ạ. Mã này chốt cho em là 12. Comment giúp cả số giúp em. Không có số nhà em không chốt được đơn đâu ạ. 12 cho chị Thủy Phạm đuôi 293 này. Thủy Phạm 293 này. À ngồi gần lại đây mà lấy em này. Rồi mã này chốt cho em mã số là 14, 53 cân đổ về 14. 14. Chị Phạm có 12. 14 ạ. Mã này chốt cho em là bộ 14 nhá. 14. Chị nào muốn ôm lô lôm côm inbox vào tin nhắn cho em đây. Em đang like lô lôm côm cho các chị đây. Em tách chỉ có, tại vì cái này là em sale lỗ rồi, tại vì hàng này là em bán đến lúc khách chốt rồi đúng không? Khách chốt cho các chị này đến lúc xả ra nó lại ra một mẫu, một cái một đấy, em lại sale rẻ cho các chị đi. Chứ không phải là hàng em lấy vớ vẩn lung tung rồi em bán tách lô em trộn hàng, không có, tất cả đều giống như hàng em like hết. Tại vì nó lẻ mẫu ra rồi em phải bắt buộc xả như này. 14 cho chị bà qué nè. Đấy nên nhiều chị bảo sao không quay video vì tất cả đều hầu như các mẫu em like hết được chưa ạ. 15 ạ. Mã này chốt cho em là 15. 55 cân đổ về cả set, chốt cho em mã số 15. 39.000 chốt 15. 15 39.000 đồng xinh ạ. 15. 15 39.000 này cả set 15. Em có thấy chị Hoàng Vân. 15. Rồi bộ đẹp chưa? Chốt cho em là bộ Chanel 39.000 luôn. 55 cân đổ về, chốt cho em mã số là bộ Chanel 39.000. Dung dung của 15. Bộ Chanel nhá, mã số là 16. 16. 16. Nhanh thì được, chậm là hết, xả rất là nhanh mọi người nhanh tay nhá. 16 lông cô em xả hết cho các chị luôn. 16. Không chia sẻ livestream là sẽ không được mua đâu ạ. Mỗi chị ít nhất chia sẻ 2 lần để nó in đơn mọi người nhá. Rồi chốt cho em mã này là 17. 53 cân đổ về 17. 17. 17. 17 17. Lưu ý là chị nào có đơn ghi cho em 3 số cuối được các chị nhá, 3 số cuối của số các chị đặt hàng nhá. 17. 17. Đây có chị nào ôm cọc này không ạ? Chị nào ôm cọc phông này là 29.000 cho em này. Chế nào ôm cọc phông này là 29.000 được chưa ạ? Mã số xe là ôm phông 29 ạ. Đây. Đẹp chưa? Chị nào ôm cọc này ghi cho là ôm 29.000 được chưa? Ôm phông 29 cho em này. Ôm phông 29 có chị nào ôm cọc này không? Phông lông câu xe này phông này rất là hiếm luôn. Ôm phong 29.000 cho em nhá, 10 hình như là 10 cái. Phòng này không biết là bao nhiêu hình như 10 cái. Được chưa, ôm phong 29 cho em này. Có chị nào ôm không này, em tách ra bán lẻ này. Này, cho chị fan Huế này. Cho chị em hít cái đằng sau em đi. Rồi, sang cổng này cho em nữa. Phong này em rất là hiếm các chị ạ, rất là hiếm luôn. Bây giờ hôm nay rất là hiếm. Được chưa? Em chị nào xỉ của em mới cho ôm thôi, còn lẻ là em không cho ôm đâu ạ. À. Em sẽ bán lẻ cho các chị được chưa? Rồi em bây giờ sẽ bắt đầu bán lẻ nha. Bây giờ sẽ bắt đầu bán lẻ này. Phong này em sẽ bán cho các chị sale rẻ cho mọi người luôn. Sale rẻ luôn nhá, đẹp lắm. Đây này. Ôi, có chị nào ôm cọc này nữa không? Có chị nào ôm cọc này nữa không ạ? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21. 21 cái này.
Ở chén nào ôm cọc này không? Comment cho em là ôm 21 nhá, 29.000 một cái. Ôm là 29.000 thôi, nhiều chị bảo em. Nhiều chị bảo em, yêu em ơi. Ngay à? Cái đó ôm cái gì nhỉ? Ôm 29 là hả? 29.000 cả đấy à? 29.000 10 cái rồi. Bây giờ chị ơi, một cái kem của một cái gói mì tôm là bao nhiêu tiền đúng không? Ok chị Hoàng Vân này, nhiều chị hỏi vì sao ôm thì các chị nghĩ là một cái nhá, chứ không phải là một cục đâu. Ok như chị Hoàng Vân chị này, Hoàng Vân chị này. Em ơi cổ lấy này. Ghi rõ ra, lấy cái bút lông ghi rõ chị không phải bỏ vào cái bóng. Hôm nay mọi người chia còn thiếu của chị Phan Huế đấy. Biết hay. Ok. Sao mã này cho em nha. Rồi này, đẹp chưa? 39.000. Chốt cho em mã này là số 1. Rồi cả bộ này, bộ ngố nhá. Số 1 39.000, 55 cân đổ về này. Số 1 39 xả hết cho mọi người. Số 1. Số 1 39. Số 1 39 xả hết, em xả hết hàng lẻ luôn, em xả cho các chị luôn. Số 1 39 nên các chị nhanh tay nhá. Đây, xinh ạ. Con này tầm 52 cân đổ về 39.000 cho xem là số 3. Cả set nhanh tay ạ. Không chia sẻ livestream là sẽ không được mua đâu nhá. Số 3. Số 3, số 3. Số 3. Số 3 39.000. Số 3. Ok, số 1 em hết hàng rồi mình ơi. Chốt cho em mã này là số 3. Số 1 em hết rồi ạ. Không, em hết số 1 rồi, mình chuyển sang số 3 giúp em nhá. Không còn số 1 ạ. Dung Dung có 3. Chị Dung Dung có 3, chị cố gắng lấy chốt cho chị nào có 2 cái đấy nhá. Một cái mất công gọi 39.000 gọi mất công đó. 55 cân đổ về 39.000, chốt cho em mã này là số 5. Có thì em vẫn đang còn phong lông côm, các chị ôm bao nhiêu cũng có. Số 5. Mã này chốt cho em là số 5 nhá. 39.000, con này tầm 53 cân đổ về. 53, 54 cân đổ về. Mã số 5. 39.000. Số 5, 39. Hàng vào lấy chị ít quần sóc à. Số 5, 39. Ngọc Nguyễn có 5. Số 5, 39. Quần này size M, 50 cân đổ về. Chốt cho em là số 6, 39.000 luôn. Số 6, 39. Số 6, 39. Áo em mặc hết rồi chị ạ. Số 6. Số 6 này. Số 6. Số 6. Có, em đang còn phông. Bà Quế nè, có 6. Các chị muốn ôm bao nhiêu ạ? Các chị muốn ôm bao nhiêu để ngày mai em tách luôn này. Lông cơm thì các chị dễ bán hơn đúng không? Rồi chốt cho em mã này là số 7, 60 cân đổ về. 39.000 cho số 7. Số 7 39k. Số 7 39. Số 7 39. Số 8 39, 60 cân đổ về. Chốt cho em mã này là số 8. Số 8, số 7 cho chị mẹ Ken, số 8 mẹ ạ. Mẹ Ken cô 7. Số 8. Rồi mã này chốt cho em là số 10. Số 10. Con này tầm 55-56 cân đổ về ạ. Số 10. Ai lấy 10 ghi 10 cho em nhá. 39.000 chốt số 10. Số 10 chị chốt cả 2 nhá. Số 10. Ngọc La La có 8. Cố gắng lấy thêm 1 cái nha các chị ơi. 1 cái này em không thể gọi được đâu. Có 39.000 thôi nên cố gắng lấy thêm cho em 1 cái. Để nhà em đi đơn được chưa ạ. Số 10 này. Chị ơi, chị mẹ Ken ơi, chị ôm thì phải chuyển cọc thì em mới chốt. Em không cho khách lẻ ôm đâu. Số 10. Comment cả số đi chị Hoàng Tèo ơi. Có mình cái số đấy là anh không chốt được đâu ạ. Chị Hoàng Hiền có 10. 21 cái chị. 21 cái. Mã này của chị là 21 cái đấy. Em xả lên quần sót cho các chị này. Xả hết. Xả cho mọi người 10 cái đầu tiên với 39.000. Được chưa ạ? Ôm lô lôm cô inbox cho em. Thực chất em muốn like đồng giá đầu tiên lô lông côm để cho các chị nào chưa biết được lô lông côm nhà em như thế nào. Tức là đủ mẫu em like luôn. Nó có đủ mẫu hết tất cả các em like cho các chị luôn nhá. Được chưa? Nó đơn hôm trước và đơn hôm nay là khác nhau chị ạ. Có đủ mẫu bao gồm quần sóc, áo phông cái gì là đủ hết. Nếu chị nào muốn ôm lô lông côm thì có thể xem đây. Đầu like sẽ like cho các chị đây. Rồi được chưa ạ? 39.000 luôn cho em này. Con này tầm 53 cân đổ về. Quần dáng boy.
39.000 cho chị là số 11, còn bò dài nhá, số 11. Mã số 11 39.000. Số 11 39. Em sẽ đọc sai cho mọi người. Size 27, chốt số 12. Size 27 chốt số 12, 50 cân đổ về, tầm 48 cân. Mã này chốt cho em là số 12, kèm số giúp em nhá, không có số thì em không chốt đâu ạ. Mã số 12. 12. Ngân mít lấy 11 trên số này ạ. Ơ chết rồi, nhầm rồi chị ơi. Không phải Hoàng Vân khách sỉ cũ đâu, mà cái này là Hàng Vân, cái kia là lấy Nhung đi Hồng chị. Nhung Hồng chị ôm. Đổi chị Nhung Hồng đi. Ok ạ. À, chị chốt 11 đi. 11 cho Nguyễn Thị Thúy Hiền này. 12. 12 cho chị Lý Tuyết này. Quên, em nhìn lộn avatar. Nguyễn Thị em là chị, em tưởng chị Hoàng Vân hay lấy nha em cơ. Size này 53 cân đổ về, chốt cho em là số 14, 39.000. 14. 14. Lý Tuyết cho em xin lại số kìa ạ. 53 cân đổ về, chốt cho em mã số là 15. 15, 39.000. Chân váy bỏ hết nhá. 15. 15, 15 ạ. 15. Không đúng rồi, khách mới nha em không cho ôm ạ. 15. Phải trưởng quán cọc thì mới được ôm. 15. Bỏ luôn em, không lại lộn đấy. Rồi đẹp chưa ạ? Con này tầm 53, 52 cân đổ về. Chốt cho em mã số là 16. 16 ạ, bây giờ chị mới đến 11 á. Không, có 2 cái. 15 cho bà Qué Nè này. Bà Qué Nè có 15. Đó là 15, cái kia là 14 chốt đúng không? 14 đẹp thế mà mọi người không chốt á. Ồ, cái 14 nó đẹp mà các chị không chốt. 14 cho chị Thúy Lê này. Cho chị Thúy, không ấy thì cho chị em vẫn chờ có đơn chứ bên em chưa? 14 thì chị em vẫn chờ đi chị. Bên Facebook ấy. Em vẫn chờ có 14. 15. Hờ. 16 em này. 16 đẹp lắm. 16. 16. Con này tầm 55, 56 cân đổ về. Cho em mã số là 17. Size to nhá. Size to mã số 17. 17, 17 ạ. Nhanh tay 17. 17 cho em này. Đẹp chưa ạ? Size to tầm 60 cân đổ về 17. 17. Ôi con này đẹp quá, toàn là hàng Quảng Châu hết các chị này, đẹp chưa? Đấy chị nào muốn coi còn sót này em này, mã số trên là 19, đẹp quá. 54 cân đổ về mã số 19 này. Trời ơi, một cái quần sót như thế này hôm nay xả hết. Thúy này cũng 17. Em thì xả ra vòng 1 tiếng thôi, 1 tiếng nữa là em sẽ bán giá khác. 10 à cái này là 10 à. Đúng 17 đúng 19 nhỉ? 19 ạ, 19. Chỉ xả trong vòng 1 tiếng thôi. Cho chị cái kéo hàng ơi. Cắt cho chị khác. Trang trang có 19. Mỗi mẫu đâu có một ít nên mọi người nhanh tay nhá. Ê, đưa cái kéo bấm này. 19. Trang trang có 19. Cái này em còn mỗi size XL mình ạ. Còn mỗi size XL này. Size XL là size to được chưa ạ? Size XL dành cho chị nào mà Size XL là dành cho chị nào mà độ tầm dưới tầm 56 cân. Chốt cho em mã này là mã số là 20, 39.000 đồng. 20, 39.000. Chân váy bò đẹp chưa? Tầm 57 cân đổ về, mã số cho em là 20, 39.000 đồng. Không chỗ nào bán một cái quần sót hàng Quảng Châu luôn các chị mà có giá như đấy nhá. 100% là hàng mới luôn cho em này, được chưa ạ? Mã này chốt cho em là 20, 39.000. 20 nhá, size to tầm từ 54 cân đến tầm 57 cân. Chị nào mình mặc vừa mình chốt cho em này. 20, 39.000. 20 ạ. Nguyễn Tony cho em xin số này ạ. Chị Nguyễn Tony ghi. Chị ơi, còn chỉ bên em không? Còn cọc bên em không? Nguyễn Tony chỉ 20 này. Ồ, đẹp chưa? 21. Vâng, chị cứ ghi chỉ ở đây nha. 21, không chỉ lại đâu nha các chị ơi. 21. Năm mươi lăm cân đổ về, chốt cho em mã số là 24. 24. Áo em mặc không bán ạ. 24. 24. Ôi, cái quần yếm này, trời ơi. 25.
Nhanh lên ạ, rất là rẻ, mọi người không mua là tiếc. 25 21 hết rồi các chị ơi. Trên hàng Việt có 21. Sao mã này cho em là 25. Trời ơi, một cái quần yếm này quá là xuất sắc luôn. 53 cân đổ về nhanh tay ạ. Ôi đẹp chưa, 25 ôm quần sốc cho em giá rất là rẻ luôn. 25 21 đang còn một cái chị này. 21 cho bà quén này này. Nhanh nhá mọi người, không chia sẻ là sẽ không được mua đâu ạ. Chị nào không chia sẻ là bên em sẽ không chốt được nhá. Cái này nó hơi bị bẩn một chút xíu, em để kho các chị ở. Các chị ở về giá giúp em nhá. 21 vẫn đang còn một cái này. Quý này có 25. 21 em vẫn đang còn một cái nhá. 21 cho chị ở. Hàng chốt ở bên đây đi à. 21 em vẫn đang còn một cái này. Ok, em đang còn một cái 21. 21 cho chị nào đây? 21 là cái chân váy như thế này đấy chị này. Tầm 53. 53 cân đổ về cho em nhé. 21 này. Em toàn lấy quần sớt em mặc thôi mà. Mặc cái này rất là dễ, mình sẽ thay này. Đây, kiểu này là nó bạc như thế này nhé. Mã số trên là 26. 26 52 cân đổ về, không chia sẻ live stream là sẽ không được mua. 26 26 55 cân đổ về, chốt cho em mã số là 27. 39.000 27 27 nhanh tay ạ. 27 xinh chưa, 53 cân đổ về nhá. Mã này chốt cho em là 27. 27 39.000 27 27. Mã 20 em coi rồi chị ơi. 39.000 chốt cho em mã số là 28. 27 Trần Ngọc Điệp. 28 cho em một người nhá. 28 55 cân đổ về ạ. 28 28 con này 52 cân đổ về, chốt cho em mã số là 29. 52 cân đổ về. Có quần ở bên trong, chốt cho em mã số là 29. 29 rồi, mã này chốt cho em là 30. 52 cân đổ về nhá, chốt cho em mã này là 30. 30 ạ. Thì nếu em có lại song song hai không nhỉ? Nguyễn Tôn có hai cái. Mã này chốt cho em là 30 nhá. 30 ạ. Hôm nay các chị ở bếp mình có xem được không? Các chị ở bếp mình có xem được không ạ? Ôm đa dạng cái cục xà chi ạ. Chị vào hàng vào đổi cục xà cho chị đi. Cái cục xà vào dế 30 cho em nhá. Chú anh Kim cho em số này ạ. 30 không? Cục xà ở đây. Ờ đúng rồi. 30 VVN Nguyễn có 30. Có đầy rồi. VVN Nguyễn đơn xin số mẹ. Có đơn rồi sao ấy. 30 50 cân đổ về, cho xem mã số là 31. 31 39.000 31 52 cân đổ về, chốt cho em mã số là 32. 32 32 để chọn 32 cho em nhé. Trời ơi toàn là quần đẹp hết. 32 32 kèm số điện thoại. 32 ôi đẹp chưa. 54 cân đổ về. 54 cân đổ về, em có thấy chị mi bầu mờ quá các chị ơi. Mờ à, có lý là sao bây giờ đây nhỉ. Chị Đan Dinh có 31. Các chị xem ở bếp có bị mờ không? Em có thấy chị em vẫn chờ này. Mã này cho xem là 34. 34 nhá. 34, 53 cân đổ về. 34 34 ôi, đẹp chưa. 36 36, 53 cân đổ về, cho xem mã số là 36 ạ. 36 đẹp lắm các chị ơi, vắt gấu này, xinh chưa. 36 nhanh nhá, em xả hết cái cổng này là không các chị không được mua giá này đâu. 36 toàn là quần shop đẹp hết. 36 nhanh tay cho em này. Ờ, chị ơi em chốt qua mã đấy rồi, em không nhớ đâu, em có thấy chị Ngọc Linh. Hà Hà có 34. Hà Hà 34 36 kèm số giúp em ạ. 39.000 hết nhá. 36 36 chị nào đây, chốt nhanh giúp em nha các chị ơi. 36 biết trên số vậy ạ. 36 chị Hoàng Thương. 52 cân đổ về, size S, chốt cho em mã số này là 38. Áo em mà không bán ạ.
38, 39.000, 38. 38 cho em nhé, 38. 38. Quần này là size M. Chốt cho em mã số là 40, phong cách cực kỳ phong cách. 53 cân đổ về mã số 40. 40 cho em nhé. 40 các chị cứ bảo M đúng không? 40 cho em số với ạ. 38. Chị Nguyễn Thị Ngọc có 38. Nguyễn Thị Ngọc 38, mã này chốt cho em là 40. Được chưa ạ? 40. Quá rẻ và quá đẹp, 40. Ôi chân váy này, 53 cân đổ về chốt số 42. 42, 52 cân đổ về 42. Mai phải đầu tư. Size này là size size S ạ. 42. 42. Mờ quá các chị ơi, mờ à. Có mình chị tưởng đi mờ hay là nhiều chị cũng bị mờ mọi người. Rồi mã này chốt cho là 48, size to lắm các chị ạ, size to lắm. Size này tầm 54 cân đổ về tầm 60 cân. Chốt cho em mã số là 48 nhá. 48, 39.000. 48 có 42. Size M. Size M dưới 49 cân, chốt cho em mã số là 50. Bùi Thị Huyền Trang ở 48. 50. Size này là size L cho em này. Size M, size L. Có M và có L nhá. Quần short. M á chị, em không biết nữa, mạng hôm nay bớ bẩn lắm. Em có size M và size L nhá. Size M dành cho chị nào dưới 48. Size ngoài thương còn 50. Size L dành cho chị nào dưới 51 cân. Mã này cho em mã số là 51 kèm size. Size M và size L giúp em nhá. 39.000 kèm size giúp em này. M và L ạ. Quần này là kiểu giống như giã bò ấy. Được chưa? 39.000 hết được chưa? Mã này cho em là M và L, mã số 51 kèm size nhá. Em có size M và size L. Size M độ tầm dưới 5 bộ. Size M dưới 48 cân, size L dưới độ tầm 51 cân cho em nhá. M và L mã số 51 kèm size ạ. 39.000 được cái quần như này, co giãn này. Mai Thị Vân Anh có M. Mai Thị Vân Anh có M. Chị Kim Nguyên có L. Kim Nguyên có L. Kim Nguyên L. 51 kèm size giúp em ạ. Trang trang size gì nhỉ? Trần Ngọc Điệp có 2M. Trần Ngọc Điệp 2M. Có cả S đấy chị ạ. Trần Ngọc Điệp 2M có cả S nhá. S dưới 46 cân. Chị Trang Trang có M. Trang Trang có M. Comment chị Yến Nhi Nguyễn có L. Yến Nhi Nguyễn có L. Comment cả số giúp em mọi người nhá. Rồi chị nào đây. Thanh Huyền có L. Thanh Huyền có L. Còn mỗi S thôi chị ạ. S và M. S và S, S và L. Em có cái S này. S dưới 47 cân. Chị bằng nào bằng vừa S đây. S và L. S và mít nữa. Chị Hoàng Hiền S này. Em S L còn mỗi S thôi các chị ơi. Em có lấy Thanh Huyền. Hoàng Hiền có S. Còn một cái này. Các chị ơi mình có xem được không? Còn một lần nữa. Cả bộ cho em này. Nguyễn Nga có L. Bộ đẹp chưa? Xả đâu bộ này cho các chị với giá là 69.000 thôi. 69.000, 57, 58 cân đổ về bộ ngố. Chốt cho em mã này là bộ mắt nhá. Bộ ngố 59.000. À 69.000, mã này chốt cho em là bộ mắt. 57 cân đổ về mã số cho em là bộ mắt này. 69.000 đồng, có đúng còn đúng hai bộ. Bộ mắt cho em nhá. Các chị xem có rõ không? Út xinh của em. Mã này chốt cho em là bộ mắt được chưa ạ? 69.000 tầm 57 cân đổ xuống. Ok, em có thấy chị Liễu Lê này, bộ ngố nhá, đẹp lắm. Mã này cho xem là bộ mắt 69.000, cực kỳ là xinh luôn. Bộ mắt cho chị Nhung Hồng một bộ này. Nhung Hồng có mắt. Ok, cho chị Thúy Smell một bộ này. Cái bộ mắt này Thúy Smell có mắt. 55 cân đổ về 65.000 cho xem là Q1. Q1 quần legging có túi đằng sau, quần ngố. Q1 65k. Q165. Q165. Con
này sale cho các chị 39.000. 39.000, 55, 56 cân đổ về. Chốt cho em mã số là V1. V1 39.000. V1 39. Nhân khẩu với tư khẩu. V1 39. Em có thấy chị Hường mail ạ? Chị nào không chơi số là nhà em không chốt được đâu nhá. 53 cân đổ về. Chốt cho em mã số là V2 49.000. V2 49. V1 Nguyễn Báo Dung của V1. Cố gắng lấy thêm một cái để nhà em đi đơn mọi người nhá. Hai cái để nhà em đi đơn. V2 ạ, 49.000, 53 cân đổ về. V2. V2. Em có lấy chị Phạm Hằng. Đây cái này kèm theo tác cho em này. V2. Rồi chốt cho em là V4. Chị Ngân mít cho em xin lại số nhá. V4 75.000, váy cao cấp 60 cân đổ về ạ. Mã số cho em là V4. V4 cho em nhá, 75.000 này. À V4. V4 75k. Ngân mít của V2. V4. Cái bộ này kiểu là nó bị sóc cái hình của nó ra. Em xả cho các chị 39.000 này. Chốt cho em mã số là số 6. Số 6 á, em có thấy chị Yến Vinh ngõ số 6 cho em nhá. Số 6. Candy của V4 số 6 39.000. Hôm qua em lên túi rồi mà, hôm nay sẽ không lên túi đâu ạ. À rồi cho chị cốc nước lạnh à. Cốc nước ở ngăn lạnh nhá. Cho chị một cái áo. Mai Minh có 6. Cái áo kẻ sọc lúc nãy chị mới vứt xuống á, ở ngoài đất á. Mang vào đây sale kia nữa khách. Chị vứt xuống ở ngoài đất á chị. Ừ cái áo kẻ sọc ấy, áo kiểu kẻ sọc ấy. Con này 53 cân đổ về. 53 cân, em có thấy chị em có thấy chị Hoàng Vân. 53 cân đổ về 39.000, chốt cho em số 8. Số 8 ạ, 39.000. Số 8 39. Số 8 39. Số 10 55 cân đổ về váy body, chốt cho em là số 10 39.000 luôn. Số 10 39. Số 10. Các chị xem có rõ không? Trần Ngọc Điệp có 8. Số 10. Số 10 39. Như cái cây nữa hả? Hằng ơi như cái cây nước ấy. Không cần đá đâu, như cái cây nước ạ. Số 10. Em hết số 8 rồi ạ. Em có thấy chị Yến Ngô. Em hết rồi chị ơi. Chị Hoàng Vân ơi, chốt đến Hằng Vân ơi, em chốt đến nay em sẽ đọc tên người ấy chị nhá. Số 10, comment cả số giúp em có thấy chị Hồng Gọn này. Số 10. Số 12. 53 cân đổ về, chốt số 12 39.000. Chị Thúy Lê có 10. Số 12. Hàng chốt ở bên phay đi ạ. Số 12 cho em này. Chị bứt chia đều. Lần này hàng rồi lần kia chị lại. Số 12. Không, nhiều khi không thấy á. Rồi chốt cho em mã này là số 13, đằng sau một mắt nhìn hai máy rồi. Số 13 cho em này. Số 13 cho em nhá, 55 cân đổ về. Chị Kim Nguyên có 12. Số 13 áo baby doll số 13. 13. 13 13. 52 cân đổ về 39.000 cho số 14. Chốt cho em là số 14 39.000. Số 14. Số 14. Trời ơi, cái chị set có 13. Cái set này hôm trước các chị tranh nhau đây, bây giờ em xả cho các chị luôn. 45.000 chốt cho em là số 16 nhanh tay set đi này. Xả lỗ cho mọi người luôn nhá. Con này 60 cân đổ về ạ. À. Chốt nhanh cho em mã này là có số 14. 16 còn một cọc nữa. Không biết hôm nay để đâu ta. Hàng ra thử cái cọc ở bên cạnh cái kệ xem có đúng không. 16 cho em mọi người nhá. Áo set đi này, bên trong có áo 2 dây được chưa? 45.000 một set. Chốt cho em mã này là 16, tầm 55-56 cân đổ về ok này. Đúng không? 16 thôi em còn đúng được 40 set. 16 nhá, nhanh tay. Không có số nha em không chốt đơn, lưu ý á. Yến Ngô có 16. 16 này, xinh nhá. Đâu nhỉ? Thôi thôi để ra chỗ cũ đi. 16 thôi em này. Tạm thời chưa thấy, mai thấy thì sẽ bán. 16.
Ngọc Nguyễn có 16. Lên cái áo này em chiên nhá. Áo này chị nào mà chốt được ngày mai xả ra là giận luôn, là sao không chốt nữa đây này. Áo này này, siêu đẹp chưa? Áo này em cũng chiên các chị luôn, 45.000 đồng chốt cho em mã số là 18. Con này tầm 55 cân đổ về, hàng quý quá chị sò luôn. 18 cho em nhá. 18. Ok chị, 18 cho em này. Cái đẹp của 16. Đẹp chưa? 18, 45.000 đồng mã số cho em là 18 này. Túi rất là chị sò nhá, 55 cân đổ về 18 ạ. Em ấy 16 rồi chị ơi. Chị mã này cho em là 18. Chị Vi Phạm 18 này, quá đẹp luôn. Chị Thúy Lê 18. Ok. Ok, chị Dương Hằng chốt con số chưa ạ? Chị Kim Nguyễn có 18. Chị Kim Nguyễn 18 này. Ok, chị Mai Minh 18 này. Chị Bơ Cơ Ba 18 này. Chị Hằng Vân 18 này. Hằng Vân Bét 18 này. Chị Bơ Cơ Ba 18. Facebook thì chuyển sản xuất ra cho em nhé. Chị Ngân Mít có 18. Rồi, còn một 18 mờ quá, chị cứ kêu mờ. Thúy Lê 18. 18 bây giờ em cũng không biết làm sao luôn. Thiệt là em cũng không biết làm sao với cái mạng nhỉ, nhưng đến nay 18 em nhé. Chị Thanh quần... Nhung có 18. Rồi, sang quần này thì em còn mỗi một size, size nhỏ này. Em còn mỗi một size nhỏ. Trả cho các chị 39.000 luôn. Con này tầm dưới 47 cân thôi, quần ngố này. Xả cho mọi người 39.000 cho em mã số là 20, còn mỗi size S thì 46 cân. Mã số 20 cho em nhá. Chị Thảo 39.000. 20. 20 39.000 em. 20. Dưới 47 48 cân mặc ok thôi nhá. Mã số là 30. À 20. 20 cho em này, nhanh thì đổi chặn là hết, còn đúng một cọc. 20. Chị Hương Giang có 20. 20. Hương Giang 20. Mẹ Ken 20. Mẹ Ken 20. 39. Trần Thị Hồng có 20. Trần Thị Hồng 20. The October 20. The October 20 hết. Sang quần này thì có đủ size. Quần này em có đủ size nhá. 26, 27, 28 và 29. 26 à, có size S. Size S, size L. Size XL. Em biết có size M hay không? Có S, có XL thôi đó chị ạ. S, XL và L. Không có M. Sao em ở Thanh Hóa chị nhá. Đây, sang cái quần này cho em này, xinh chưa? Size S, size L và size XL. S, L, XL, đây là XL đây. Chốt cho em mã này là 32 kèm size 39.000 nhá. Size S dành cho chị nào dưới 47 cân, size L dưới 52 và size XL dưới 56. Mã này chốt cho em là 42. À 32 kèm size 39.000 này. Đây. 32 kèm size cho em nhá, size S dưới 48, L dưới độ tầm 52 và size XL dưới độ chị tầm 56 cân. Vi phạm có L. Bỏ luôn em không lộn. Vi phạm này. Chị Ngân Mít có L, XL. Ngân Mít XL này. Vâng. L, XL. L này. Chị Nguyễn Bảo Dung có L. Nguyễn Bảo Dung có L này. 39.000 là có khoảng gì sai các chị luôn này. Chị Đăng Dung có L. Chị Bơ Cây Pha có S. Có cả M đấy chứ. Bơ Cây Pha S này. L đâu đây. Đan ai Dinh. L đấy chị? Đan Dinh L. Đan Dinh L. Ôi dồi ôi. Có mỗi XL S thôi. SM. Bây giờ em còn SM, XL, hết L rồi. SM và XL nhá. Chị Nguyễn Thị Thúy Hiền có S. Nguyễn Thị Thúy Hiền có S này. SM và XL cho em thôi ạ. Không còn L, không còn L nhá. Em có thấy chị Nín Ngô áo em mà không bán. Chị Treo Ruby có S. Treo Ruby có S. SML. Ok. Chị Subin Bảo An có XL. Subin Bảo An XL. Có số rồi. Chị Thu Võ. Hết L rồi. Chị em cứ ghi là trong inbox rồi chị.
comment cả số giúp em các chị ơi. Chị Thanh Định XL này. Còn đấy. Còn ạ. Cuộc sống tươi đẹp của em. Cuộc sống tươi đẹp SM với M. Phu Huyền 3501M này. Chị Nguyễn Hương XL. Nguyễn Hương XL này. Mẹ xem 1M này. Em vẫn chờ L hết rồi, bên mình hết L nhá. Bên người còn XL. Chị XL, Thanh Binh có XL. XL, S và M. Mẹ Ken có M. Chị đây. Thanh Binh có XL. Đây đấy chị nhá, để dựa size S đây ạ. Size S đấy, 39.000 hàng Quảng Châu chị đấy chị luôn. Ai lấy ghi cho em là 32 kèm size nhá. Mạng M ấy chị ơi. Mạng M đấy, có xe M. Một cái XL. XL. Chị Trang Trang có S. Trang Trang có S. Không đổi trả đi đâu vì em chốt sai rồi chị ơi. Cho chị Phương Huyền thêm một S này. Phương Huyền chỉ thêm một S này. Bếp của chị đúng không? Vâng. Ok. Ai lấy sai nào ghi sai đấy cho em nhé. Còn 3 cái. Chỉ Trần chị hết L rồi chị ơi. Còn XL thôi. Size L 52 cân đổ về 39.000 trước xe là số 33. Rồi set này chị Linh cho... Thái có M 52 cân đổ về, set này em tri ân các chị với giá là 49.000 trước xe mã số là 34 33 cho chị Đan Dinh. Mã này cho xe là 34 nhá, sale cả set cho mọi người với giá là 49.000. Chị Nguyễn Nga có XL. Đan Dinh có 3 bạn. 34. Sale chiên mọi người 49.000. 34. Comment nhanh tay nha các chị ơi, không nhanh tay này sẽ không chốt được đâu ạ. Rồi. Đẹp chưa này? Chị Nhung Hồng có M. Set này tầm 53 cân đổ về, em sale chiên set này cho mọi người với giá là 55.000. Chốt cho em mã số là 36 ạ. 36 nhá, 53 cân đổ về, áo này tay dài. Mọi người không thích tay dài mọi người có thể cắt bớt rồi đi chị ạ. Mã này chốt cho em là 36, 34 chị Bơ Cờ Pa đấy. 36, mã này chốt cho em là 36 nhá. Cái này là quần giả váy á, 52, 53 cân đổ về, 36. Các không nhầm được đâu chị ơi. 36 ạ. Các chị xem có bị mờ không mà em càng ấy, càng tụt review mọi người. Các chị xem có bị mờ không? Mã này chốt cho em là 36 nhá. 34 cho chị Bơ Cờ Pa. 36. Rồi set này là áo rộng các chị này. Thun mặc dấu quần này. Một cái áo thun mặc dấu quần. Và một cái chân váy. Sale cho mọi người. Sale cho mọi người với giá là 55.000. Chốt cho em mã số là 38. Được chưa? 55.000 chốt 38. 38, 55.000 đồng. Con này tầm 55 cân đổ về nhá. Mã này chốt cho em là 38. 55.000 một set này, xinh lắm. Chưa đến 30.000 một cái áo, một cái quần luôn. 38 cho chị Mai Minh. Mai Minh có 38. Rồi set này là áo đan cho em nhé. Đan ở đằng trước này, quần bò này. 59.000 dưới 47 cân mặc vừa. Chốt cho em mã này là mã số là 40. Mã số 40. Chị nào lấy 40 chốt 40 cho em nhé. Xinh chưa? 40 cả set 59.000. 40. Rồi set này một cái áo thun này. Rồi một cái áo thun nha, một cái áo thun. Quần này. Phương Trúc có 40. Cái quần này có đan dây. Con này 55 cân đổ về 59.000. Chốt cho em mã số là 41. Đây các chị nhá, về các chị đan dây giúp em này. 55 cân đổ về, chốt cho em mã số là 41. 41 nhé. Rồi 30.000 chốt cho em mã số là 45. Con này 55 cân đổ về ạ. 45, 30k. 45. 45. 45.
45. Rồi xét này. 52 cao thì tầm 53 cân. 59.000 cho xe là 46 chân máy bò. 46 á. Comment nhanh mọi người nhá, 46 cả set. 46 xinh chưa? 46. Phương Trúc của món Lam 46 59.000. Xả hết rồi các chị. 46 Hiền Lương Thúy Lê của 46. Cố gắng lấy 1, 2 cái để em đi đơn mọi người nhá. Ôi 40. Từ 40 cân đến tầm 55 cân. 49.000 cho xem mã số là A1. A1 49.000. Chốt xe là A1 ạ. A1 cho em này. Sao với chị ơi? A1. A1. Chị cho em xin số này ạ. 49.000 chốt A2. Con này 53 cân đổ về. A1 chị Yến Quyên Nguyễn. A2 cho em này. A1. 55 cân đổ về nhá. 49.000 chốt A2. Cái này các chị mặc được 2 kiểu. Mặc trễ vai cũng được, mà các chị mặc như thế này cũng được. A2 ạ, 49.000. A2 49. Em ơi chốt bên cả Facebook đi. A2. Chị đọc xong bên kia thì người ta mới có phần. Con này 53 cân đổ về. Chị 39.000. 39.000 chốt cho em mã này là A4 nhá. A4 ạ. 39.000 A4. A4 này cực kỳ là xinh luôn. A4 cái này các chị đan cho em nhá. A4. Đây các chị để đan tay giúp em. Mã này chốt xe là A4. Chị ơi cái đấy chị inbox mai bảo chị ấy gọi lại cho chị luôn. Còn em không chốt đơn của chị nên em không rõ về vấn đề đấy nhá. Mã này chốt xe là A4. A4 39.000. A4. Có lẽ 5 vi phạm của A4. 52 cân đổ về. 49.000 cho xe là A6. A6 bộ em nó mà không bán ạ. A6. Chị nào lấy A6 chốt A6 cho em này. 49.000. A6. Ôi, 55 cân đổ về 49.000 cho xe là A7. Chính của A6. A7 cho em mọi người nhá. Mã này chốt cho em là A7 49.000. Con này tầm 55 cân đổ về. A7 49. A7. A7 49.000. A7 cho em này. Xinh nhở? A7 nhá. A6 em hết rồi. Mã này là A7. A7 comment cả số thì em mới chốt. Chị nào có đơn thì ghi 3 số cuối của số điện thoại đấy. Còn chị nào chưa có đơn chị thì ghi số A7. Em A7 chỉ tên đúng không? A6 mà em. Thanh Nhi là A6 mà. A7 với chị Bơ Cơ Đa này. Chị Hồng Vân này. A7 ạ. Rồi hết A7 này. Nguyễn A7. Tương tự như thế nhưng sang màu hồng cho xem là A8. Sang màu hồng chốt xem mã này là A8 nhá. Màu hồng là A8. Chị Bơ Cây Sa có A7. Màu hồng là A8. 53 cân đổ về 39.000 chốt xe là A10. A10 39 à 49.000 52 cân đổ về. A10 xinh nhận A10. Năm 2 cân đổ về A11 39.000. A11. A11 39.000. A11. A11. Chốt đến nhá. A8 với chị Hằng Vân này này. Chốt A8 chưa? Hằng Vân A8 này. Hằng Vân là cái màu hồng ấy. Là cái áo màu hồng ấy. Hằng Vân bên bếp ấy. Hằng Vân có đơn cái gì? A8 ở phía sau. A8 với Trần Ngọc Điệp. Trần Ngọc Điệp của A8. A8 là cái hồng không? Trần Ngọc Điệp. Con này cả chị set này nhá. Chị Trang Bi có A10.
53 cân đổ về cả set sale mọi người 75.000 cho em là set bò. Set bò mờ á. Hay là do bên kia do nhà mình bắt mạng nhiều quá nhỉ? Ai bắt đầu mờ. Cái này thành các thứ hai cái máy tính ở trong kia. Mờ ra đây thành, mạng kém ra đây. Bắt bọn em bắt đi rồi chị còn bán hàng. Bắt đi rồi. Mai ta đổi mật khẩu. Cho chè mã này là set bò. Set bò cho em nhá. Các chị ơi xem có bị mờ không ạ? Không xem. Này mấy đứa. Câu với Linh ơi tắt tắt cái máy tính cho chị đi. Tắt máy tính đi Công ơi. Các chị có thấy mờ không ạ? Mờ à? Set bò cho em này. 75.000 53 cân đổ về. Hoàng Nhật có set bò à? Mấy đứa ơi. Thử bọn em thử tắt xem nó có đúng không nào. Mở á chị ơi, nè nè. Mở á các chị. Này mấy đứa. Công ơi. Công. Chị bảo mấy đứa tắt máy tính em xem có bị SM không nào. Tắt ít mạng rồi. Tắt mất máy tính đi. Các chị xem có đỡ không? Trời ơi, nhà em cái gì cũng dùng. Ở chỗ đây là hàng bắt trộm không? Em có dùng đâu mà bắt trộm nè. Chị Huyền có bắt trộm không? Chẳng ai phải bắt trộm. Thế là có 4 cái đang bắt mạng nha. 5 cái này, 6 cái này. Bật không được chơi tốn pin. Hai cái điện thoại, cái máy tính là 8 này. Hai cái điện thoại là 10. 10 cái đang bắt mạng. Hai điện thoại quá mờ hả chị? Ừ, các chị xem có mờ không nhá. Không, 8 cái. Không mờ thì em mới bắt đầu bán được. Mà mờ là không bán được đâu ạ. Tắt cái máy tính đi em, tắt hai cái máy tính đi. Bộ em mà không bán. Em không biết đâu nhưng mà hôm nay mờ mà. Em không biết. Ồ cái váy bò cho em này. 49.55 cân đổ về. Chốt cho em cái này là váy bò nhá. Váy bò 49k. Các chị xem có biết mờ không? Má này cho xem là váy bò này. 55 cân đổ về 49.000 chốt váy bò. Váy bò 49. Váy bò cho em này. Hai cái máy tính, một cái máy tính cây và một cái laptop ạ. Váy bò 55 cân đổ về 39.000 chốt cho em mã số là A26. A26 cho em nhé. A26. A26 ạ. Thì ship lại đồng giá là 30.000. Chị Hồng Nhật có váy bò A26. Không thích điều đấy đâu. A27. Ngại chết. A27. A27 39.000. Chị Ngân mít nha. 26. 52 cân đổ về 39.000 chốt cho em là Kim Tuyến. Mã số là Kim Tuyến. Chị ship đồng giá 30.000 ạ. Mã số cho là Kim Tuyến này. Kim Tuyến 29.000. Kim Tuyến 29. Ngân lít 27. A26 và 2 cái này. Rồi set áo em. Set này tầm 53 cân đổ về. Sale cả set cho mọi người với giá là 69.000. Chốt cho là set hoa. Các chị có bị tới mờ được không? Chốt cho là mã này là set hoa nhá. Set hoa 69.000. Set hoa 69. Set hoa 69, 53 cân đổ về. Chị em vẫn chờ cho em xin lại số vậy ạ? Set hoa. Chị Phạm Thị Tuyết này. Set 3 món. Chị Phan Thị Tuyết có hoa. Con này 53 cân đổ về cho xe là set 3 món này. Năm mươi ba cân đổ về cho set 3 món 59.000. Set 3 món. Set 3 món 59. Năm mươi bốn cân đổ chị em vẫn chờ có 26. Là chị ơi chốt từ đâu ạ? Mã này chốt cho em là 53 cân đổ về này. 53 cân đổ về chốt cho em mã này là set 2 giây nhé. Set 2 giây 59.000. Set 2 giây 59. 2 giây 59, set 2 giây 59 này.
Chị Ninh Lê ơi, đơn của chị đang quản ở chỗ em cơ, chị mình có đặt nữa nhá. Set 2 giây này. Set 3 màu cho chị Nhung Hồng. Nhung Hồng có 3 màu. 52 cân đổ về 39.000, chốt cho em mã số 1. Số 1 39. Hàng vô lấy chị ít set lấy đi ạ. Số 1. Gần mít có 2 giây. Lên phòng cho em này. Phòng này em chi ơn khách mua lẻ nhá. Em chia cho mọi người là 29.000. Nhưng mà không chọn màu giúp em. Cứ comment cho là phong 29 thôi. Phong nào cũng đẹp hết, 29.000. Được chưa? Comment nhanh cho em mã số là 29.000 kèm số đồng. Chị Phan có 1. Từ dưới 60 cân mà ok cho em nhá. 29.000 đồng. Comment cho em là phong 29. Lấy set cục ấy. Phong 29 cho em được chưa? Giúp em ở Thanh Hóa. Comment cho em là phong 29 kèm số điện thoại nhưng mà không chọn màu giúp em nhá. Không chọn màu, cứ 29.000 thôi, 29 kèm số điện thoại. Em bốc đến chị nào em mới chịu cái đấy. Cho chị Hằng Vân một cái này. 60 cân đổ về cho em ạ. Trần Thị Hồng có đơn đi chị. Comment cả số đi chị ơi. Comment cả số giúp em nhá. 29.000 cho Ngân Mít 3 cái 3 màu. Ngân Mít 3 cái 3 màu này. Áo em mà không bán chị ạ. Cho chị Lý Tép một cái này. Lý Tép một cái này. Ok. Chị Lê Thị Huyền Trang hai cái này. Lê Thị Huyền Trang hai cái. Ok, Lê Thị Huyền Trang. Tép luôn này. Con này tầm 54 cân đổ về 39.000 cho em mã số là kẻ đỏ. Kẻ đỏ 39.000. Kẻ đỏ 39. Kẻ đỏ 39. Kẻ đỏ 39. Kẻ đỏ 39. Áo cao cấp này. 60 cân đổ về 65.000 chốt áo voi. Áo voi kẻ đỏ cho chị Hoàng Vân. Mã này chốt cho là áo voi nha. Áo voi theo đẹp lắm, rất đẹp lắm. Mã này chốt cho là áo voi Hằng Vân. Áo voi 65.000 hàng cao cấp. Áo voi đẹp lắm. Ôi. Áo voi. Mã này chốt cho là áo voi nhá. Áo này chị nào mua được rất là đẹp luôn. Áo này là áo trong phong bì. Áo voi cho em này. Áo voi cho chị nào đây? Áo voi cho chị có cầu áo lấy đơn giúp em nhá. Áo voi cho chị Thiên Yết này. 39.000 chốt cho em là bộ hưu, con này tầm 55-56 cân đổ về. Bộ hưu. Chốt cho em mã này là bộ hưu 39.000, em còn thấy chị Lý Cúc thôi. Hôm nay các bạn chốt đơn cho chị chưa? Bộ hưu 39. Bộ hưu 39. Rồi 39.000 chốt cho em là bộ tím than. 53 cân đổ về bộ tím than. Hả? Không có. Thì biết là bên bếp đấy. Mã này chốt cho là bộ tím than nhá. Bộ tím than này 39.000 nhanh tay ạ. 54 cân đổ về bộ tím than cho em này. Tím than 39. Bộ tím than 39 nhá. Bộ hưu. Bộ hưu em chốt đi Hằng ạ. Tím than này cho chị Dung Dung một bộ này. Cho chị Trần Thị Hồng một bộ này. Cho chị Hằng mẹ Ken của tím than. Mẹ Ken này, Trần Thị Hồng với cho chị Hằng Hằng Vân một bộ là hết này, hết bộ tím than này. Trần Thị Hồng của tím than. Rồi đẹp chưa? Bộ kem cho em này. 59.000 54 cân đổ về chốt cho em là số 1. Số 1 nhá, 59k. Số 1 59. Là chỗ khá hút tút đây. Số 1. Em còn thấy chị Nguyễn Ly số 1 này. Xe này gọi là xe tri ân này. Đẹp lắm ạ. Đây. Một cái áo này. Đẹp chưa? Chân váy này. Chị xe này tri ân cho mọi người với giá là xỉ bằng lẻ 59.000 thôi. Cho xe mã này là số 3. Quá là xinh luôn. Rồi. Số 3 cả set 59.000, 52 cân đổ về nhá. Chị nào lấy set này ghi cho là số 3 này. Xinh chưa? 59.000 một set. Bán này cho chị là số 3.
59.000 nhá, 52 cân đổ về set cực kỳ xinh luôn, 59.000 một set. Chốt nhanh cho là số 3 này. Ok, số 3 em bắt đầu chốt nhá, có đúng 10 set cho 10 chị thôi, chậm tay là không có đâu ạ. 59.000 tính ra chỉ có 30.000 một cái áo, 30.000 một cái quần, rất chi là lợi luôn này. Chị số Kim 3 Nguyễn cho em nhá. Bộ em mặc làm gì có bán chị. Số 3 cho chị ở Kim Nguyễn này. Ok, em có thấy chị Thương. Thúy Lê có 3. Thúy Lê có 3. Hằng Vân có 3. Chị Thanh Nhung bổ sung số. Chị Phương Cúc. Chị Phương Trúc bổ sung số giúp em ạ. Chị Út Lai em có thấy chị đặt mã nào đâu ạ? Hằng Vân có 3. Chị Phương Cúc bổ sung số cho em nhá. Ok, chị Phạm Vân Anh số 3 này. Chị Mai Minh số 3 này. Hồng Nhật số 3 này. Chị Phan Vân Anh em chưa chốt 3. Đâu, chắc là các bạn ý chị chưa đủ 38 nên chưa 3. Chốt. Hôm nay quên không nói với chị ấy. Ok, số 3 cho em nhé, chị Thanh Nhung bổ sung số nhá. Mai Minh số 3. Chị Ninh Lê ơi, đơn của chị đi chưa thì em mới chốt được nhá. Đơn của chị như đang quản với em chị một đống Nhật 20 cái đấy. Số 3 cho em ạ. 59.000 một set, trời ơi 59.000 set này. Quá là đẹp luôn các chị ơi. Cả một set như thế này có 59.000 thôi, quá rẻ đúng không ạ? Cho chị Mimi nữa một set này, cố gắng lấy thêm 2 cái. Chị cho em xin số với ạ. Chị Ninh okay. Lê bổ sung số ạ. Linh Lê đang chị... còn nhiều đang ngoài đây đứng cho này em. Chị Phương Trúc này. Chị Mimi Nguyễn có 3. Chị Thanh Nhung bổ sung lại số đi ạ. Chị Hằng Vân nếu mà lấy xỉ thì cọc cho em đi. Không thì em cũng dừng thôi chị nhá. Vì nhà em khách mua lẻ chỉ chốt tối đa là tầm... Chị Thanh Nhung có 3. Khách mua lẻ tối đa chỉ tầm 5 sản phẩm thôi. Các chị ơi muốn lấy thêm thì cọc chuyển khoản cho em nhá. Muốn lấy thêm thì cọc chuyển khoản được chưa ạ. Bộ dưa hấu 85.000. À bộ cam xả luôn nha các chị, 50.000 chốt số 4. Bộ cam xả luôn 50.000 chốt số 4. Số 4 xả luôn 50.000. Số 4 60 cân đổ về này. Bộ lụa cho chen là số 7. 75.000 chốt số 7. Bộ lụa cao cấp chốt số 7. Số 7 cho em nhá. Áo em mà không bán ạ. Số 7 cho em này. Bộ lụa cao cấp chưa, 60-65 cân đổ về ok hết hàng cao này. 75.000 hàng GE luôn nhá. Đấy, mã này chốt chen là số 7. 75.000 một bộ này, quá là đẹp luôn, số 7. Bao nhiêu cân cũng vừa, cứ dưới 60, 62 cân đổ về chơi là ok nhá. Bộ ý mặc được bộ dung này dung luôn. Có 7. Bộ quần này là quần đùi. Chị Nguyễn Vĩ lấy 4 em xin chốt cho em này là số 7 nhá. 75.000. Nguyễn Vĩ có 4. Số 7, 75 này. Trần Thị Bích Tuyền có 7. Chốt cho em là số 8. 57 cân đổ về số 8. Số 8 69.000. Số 8 xỉ chủ ấn còng 1 triệu nhớ trên like chị ơi. Số 8. À chị hỏi em lô lôm côm đây. Lô lôm côm đủ mẫu em like đây. Số 8. Số 8 69.000. Số 10 60 cân đổ về 75k. Số 10. Số 10 75k. Số 10. Mã này chốt cho em là số 10 chị nhé. Em vẫn chờ có 8. Số 10 75k. Cho chị một áo phông vào đây. Trời, không chị ơi, chuyển quán cọc trước khi nhận nhé. Set này tầm 52 cân đổ về 69.000 xỉ giảm 10 cho em mã số là 15. 15 mai chuyển quán thì ngày mai nhặt chị ơi. Mã này cho em là 15. Ấy chị một cái phong lắp vào cái chân váy kia. Cho em mã này là 15 nhá, 52 cân đổ về mã số 15 ạ. 69.000 một set, có 3 set này. 15 69 15, em là còn tí. Nguyễn Vĩ có 15. 15, 69.000 này. Lý Ngọc Phúc có 15. Hằng Vân có 15 là hết này. Vâng. Hằng Vân có 15. Ôi đẹp chưa. Áo này tay thêu này, size to quá chị ơi. Áo này thì tầm 60 cân ok vẫn vừa. Nhưng mà kèm với chân váy này. Nên set này chỉ dành cho chị nào mà dưới độ tầm 52 cân thôi. Cao thì tầm 53 cân nhé. Đấy.
chốt cho em mã này là mã số là 16. 69.000 xỉ giảm 10, mã số là 16 ạ. Chị nào lấy 16 chốt 16 cho em nhé. Bây giờ các chị xem có bị mờ nữa không? 16. Ai lấy 16 chốt 16 cho em nhé. 69.000 này, hết xinh chưa? Này, tay của nó là tay thêu như thế này. Mã số cho em là 16. 69.000 xỉ giảm 10 nhá. 53 cân đổ về cực kỳ xinh. Chị chốt mấy cái ạ? 16. 69.000 xét. Em vẫn chờ có 16. Em vẫn chờ này. Đâu chị bỏ kìa. Phương Trúc chưa? Phương Trúc có 16. 16 cho em nhá. Có 69.000 một xét thôi, rất là rẻ luôn. 16 ạ. Không nhờ chị chốt 2 cái hay sao ạ? Rồi chị nào lấy 16 nữa thì ghi 16 cho em nhé. Rồi xong này. Xong này em cũng chia ăn các chị 29.000 luôn. Xong này em cũng chia ăn các chị 29.000 này. Mã số cho em là 029 không kèm màu nhé. 029 không kèm màu ạ. Đây đẹp chưa? Cái nào cũng đẹp hết, từ dưới 60 cân là ok cho em. 029 không kèm màu giúp em nhá. Kèm màu là nhà em không chốt đâu bạn. Đây, 60 cân đổ về. Mã này cho em là 029 được chưa? 029 nhanh tay ạ. 029. Ok. Hằng Vân 3 cái này. Hằng Vân có 3 không? 3 cái 3 màu này. Chị Tuyết Minh một cái này. Cho Hương Giang. Hương Giang một cái này. Chị Hương Giang cho em xin lại số vậy ạ? 029 cho em nhá. 29.000 thôi. Chị Dung Dung một cái này. 29.000 cái nào cũng đẹp hết. Của dưới 60 cân là ok hết cho em. Chị nào ôm vòng này thì ghi chưa là ôm này. Chị Ngọc Nguyễn có 029. Chị Ngọc Nguyễn có một cái này. Có chị nào ôm vòng này không ạ? 29.000 còn là không đẹp hết. Chị Út Hậu một, chị Út Hậu 5 cái à. 1, 2, 3, 4, 5. Chị Út Hậu 5 cái này. Chị Vĩ Nguyễn có không? Chị Hương Giang có không? Vĩ Nguyễn này. Chị Mai Minh. Mai Lê Mai Minh này. Chị Mai Minh có 5 cái. 1, 2. Mai Minh 5 cái này. Còn một cái cuối. Cho chị nào có đơn này, cho chị Phương Cúc này. Phương Cúc. 60 cân đổ về nhá. 50k cho xem là sơ mi xanh. Hỏi nó chị có biết này. Cho xem cái này là sơ mi xanh. Sơ mi xanh cho em ạ. Em vẫn đang còn, chị thích ôm bao nhiêu. Sơ mi xanh. Sơ mi xanh 50k này, sơ mi xanh 50. Bộ này dưới 55 cân mặc đẹp nhá. 75.000 chốt cho em là bộ cô gái, bộ ngố. Chốt cho em mã này là bộ cô gái. Bộ cô gái nhá, 55.000. Cô gái 75, 55 cân đổ về. Bộ cô gái 75. Bộ cô gái, sơ mi xanh cho chị Thanh Đinh. Bộ cô gái này. Áo này đẹp lắm các chị này, đẹp lắm. Áo này ngoài chợ đang mua là 120. Em bán sale cho mọi người 99.000. Chốt cho em mã số là số 1. 55 cân đổ về nhá. Chốt cho em mã này là số 1, xinh chưa? Số 1 99.000. Con này tầm 54 cân đổ về. Số 1 99. Số 1. Số 1 cho chị Út Trinh. Thank you em.
1 là 99 ạ. Cô gái cho chị Nhung Hồng xỉ này. Đây, đẹp chưa? Set này là một gáo thun Mỹ này. Set này là một gáo thun Mỹ. Một cái chân váy rồi. Set này dưới độ tầm 53 cân đổ về cho em. Cả set em bán cho mọi người với giá là 69.000 chỉ giảm 10. Chốt cho em mã này là số 2 được chưa? Cả set nhá. 52 cân đổ về, cao tầm 53 cân. Chốt cho em mã này là số 2 này. Số 2 69.000 chỉ giảm 10. Mình áo không Mỹ này các chị cũng mua bao nhiêu đúng không? Số 2 69.000 chỉ giảm 10 năm. Con này tầm 53 cân đổ về cho em nhá. Mã này chốt cho em là số 2. 69.000 đây. Tay của nó là tay form rộng đây. Số 2 nhá. Chị nào lấy 2 ghi 2 cho em này. 69.000 chỉ giảm 10. Có quần ở bên trong được chưa? Set cực kỳ xinh luôn này. Số 2 69 nhá. Có 69.000 một set thôi ạ. Phương Trúc có 2. Số 2 này. Hàng Vân có 2. Ôi Hàng Vân chân này đi chị nhá. Chị Phương Trúc chốt thì đi được nhiều đúng không? Ok, chị nào lấy số 2 nữa thì ghi số 2 cho em nhá. 69.000 một set được chưa? Chị Út Hậu số 2 cùng với 5 cái phông này. Chị Út Hậu có 2. Tăng cùng phóc em. Chị em vẫn chờ có 2. Cho chị một cái kéo. Không biết chị lấy nhiều kéo á. Không biết cái kia nó đi đâu mất rồi ạ. Em đã đi nơi nào. Ôi chân váy này. 52 cân đổ về 39.000 cho em là CV1. 52 cân nhá. CV1 39k. Chân váy bò. CV1 39.000. CV1 39. 52 cân đổ về. Chốt cho em mã số là số 3. 39.000. Số 3. 39 size M. Số 3. Số 3. Số 3. CV1 cho chị khoảng là số 3. 52 cân đổ về, chốt cho em là số 5. 39.000 cho số 5. Số 5 39.000. Số 5 treo ruby của 3. Dưới 47 cân chốt cho em là số 7. 39.000 cho số 45k chốt số 7. Số 3 cho chị bơ ca này. Chốt cho em bán này là số 7 nhá. 45k dưới 48 cân. Số 7. Số 7. Năm mươi hai cân đổ về, 49 cân, 48 cân đổ về, 45k cho xe là số 10. Số 5 là chị online. Số 10. Số 7 là Trần Thị Hồng. Chị online có 5. Mã này cho xe là số 10 nhé. Trần Thị Hồng có 7. Số 10, 45k. Còn ai cho số 7 nữa không? Cho chị Trang Trang số 7 này. Chị Trang Trang có 7. Quần này 54 cân đổ về, 49.000 chốt cho em là số 12. Số 7 đang còn được mà. Chốt cho em là số 12 nhá. 49.000 52 cân đổ về. Số 12 49. Số 12. 49.000 cho số 15. Số 15 52 cân đổ về cho số 15 49.000. 15. 15. Đúng rồi chị ơi. Ai có lượt chia sẻ nhiều nhất sẽ được bên em tặng ví nhá. 60 cân đổ về này. Xinh ạ. 60 cân đổ về. 65.000 chốt theo mã số 20. Mã số 20 đẹp. Rất đẹp chưa. Hàng gì xịn sò luôn nhá. Mã số 20. 65k chốt số 20. 20 65.000. Thường heo có 15. 20. Set này em vừa bán vừa chiên các chị luôn.
phép sinh cho. Áo này, áo tay bèo nữa. Con này tầm 53 cân đổ về. Căng nguyên có 20. 53 cân đổ về. Đấy, set đẹp chưa? Quá là xinh luôn. 53 cân đổ về, set này chia cho mọi người với giá là 59.000 một set. Chốt cho em mã số là 25. 25 nữa. 25. Con này tầm 53 có với chị. Có cả mới luôn. 53 cân đổ về. Chốt cho em mã này là 25. 25 nhá. Chị nào lấy 25 chốt 25 cho em này. 53 cân đổ về sale cả set 59.000 xỉ cả này. 25. Chị đăng nguyên có 25. 25 cho em nhá. Chị đăng nguyên một set. Tuyết Minh có 25. Chị Tuyết Minh một set này. Chị Trúc Trúc lấy rồi chị. Chị Nguyễn Loan Nguyễn một set này. Nguyễn Loan Nguyễn có 25. 25 ạ. Mã này là 25 giúp em nhá. Đây. Kéo của nó là rớt vai như thế này. Quần là quần ống rộng. Áo rớt vai quần ống rộng này. 53 cân đổ về. Được chưa? Cái này chắc là 25. 59.000 một set. Chị Thanh Nhung có 25. Thanh Nhung 25 ạ. Chị nào lấy 25 chốt cho em 25 nhá. 59.000. Tầm 53-54 cân đổ về. Còn ngố và xanh em vẫn đang còn. Hàng thứ chị ít áo đi. Hoặc là váy đi. Nên áo trước đi. Không còn áo kiểu này. Con này tầm con này tầm 56-57 cân đổ về ok cho em này. 56-57 cân đổ về ok nhá. Sale sale cái váy này cho mọi người với giá là 65k. Chốt cho em mã số là V1. Mã này chốt cho em là V1. Được chưa? Không áo mẹ mà không có. Trang Suka có 25. Mã này chốt cho em là V1. V1 con này tầm 56 cân đổ về. 65k chốt V1. Hàng siêu cấp luôn V1 nhá. V1 65. Cân đổ về 75.000 cho sẽ là váy bi. Váy bi nhá. Con này tầm 53 cân đổ về. 53 cân đổ về cho em mã này là váy bi. Váy bi nhá. Mã số là V2. V2 75.000. Toàn hàng Quảng Châu hết này. V2. V2 75. V2 75 váy bi cho Hương Giang này. Hương Giang của bi. Set này xinh nhở, một cái váy yếm này, một cái váy hoa yếm nhá. Đấy, bên trong có cả một cái váy ren. Sale cả set cho mọi người với giá là 75.000, chốt cho em mã số là V4. Set này nó lên cực kỳ xinh luôn, V4 cho em nhá, 75k. V4 75. V4 75. V4 75. Con này chị nào nhỏ từ tầm 45 cân đến tầm 55 cân mình quất nốt cho con này luôn cho em. 65.000 cho em mã số là V6. V6 65k. Cái này mặc dáng baby doll nhá. Mã này cho em là V6. Được chưa? V6 này 65.000. V6 65. V6. Chị hỏi mã nào ạ? Không, cái này em còn mỗi màu rêu. Con váy này xinh chưa? Con váy này tầm 54 cân đổ về màu xanh ngọc này. Cực kỳ là xinh luôn. Sale con váy này cho mọi người với giá là 69.000. Chốt cho em mã này là V7 nhá. 54 cân đổ về ạ. Mã số cho em là V7, 69.000 thôi. V7, 69. Mã này cho em là V7 nhá.
69.000. Mi bầu cho em xin số thế ạ? V7 à, mã này chốt cho em là V7, siêu nhiên 69.000 vải siêu mát nhé, 54 cân đổ về. V7 69 này. Kiểu váy sơ mi ấy. Váy này các chị tắt đai cũng được mà không tắt đai cũng được luôn. Tắt đuôi mà cực kỳ mát này. V7 cho em nhá, 69.000. V7 69 á. V7 chị thi võ một con này. V7. Thôi. V7 chị thi võ này. Cái chị Lý Ngọc Phúc này, Phúc V7. Cực kỳ là xinh ạ. V7 cho em nhá, 69.000 váy thiết kế. Năm tư cân đổ về. Thôi chị Ninh Lê đừng chốt nữa, chị Ninh Lê đang còn một bọc trong kia. V7 cho em mọi người nhá, 69.000 được chưa ạ? Chất mềm mượt như thế này cơ mà. V7 nhá, 69 này. Linh Linh Đan một váy này. Chị nào lấy V7 đi nhanh, V7 cho em nhá, 69.000 thôi. Linh Linh Đan của V7. Nguyễn Phương Linh này. Con này các chị mặc được hai kiểu cho em. Chị Nguyễn Phương Linh có V7 mặc thắt thắt kiểu chốc cơ đằng sau, mặc trễ vai thắt chốc cơ đằng sau như thế này cũng được, hoặc mình có thể mặc dấu cái dây này mình mặc trễ vai cũng được luôn nhá. Xả cho mọi người 39.000, chốt cho em mã này là xanh. 5556 cơ lượng về, mã số cho em là xanh, cổ này là thắt chốc cơ này. Được chưa, chốt cho em mã này là xanh nhá, 39.000. 57 cân 1m6 là vừa cho em nha chị ơi, mã này chốt cho em là xanh. Không vừa sao các chị cứ cố tình mà chốt thế? Không vừa thì mình nhường cơ hội chốt cho chị khác chứ ạ. Em có đọc rõ số cân cho mình này. Mã này chốt cho là xanh nhá, 60 cân đổ về này, 39.000. Xanh ạ. Xanh. Mặc được hai kiểu cho em nhá, kiểu gì cũng được luôn. Xanh chị Hoàng Nhân, Hồng Nhân một cái này. Mã này chốt cho là xanh nhá, 39.000. Chị Hồng Nhật có xanh. 5556 cân đổ về này. Chị nào lấy xanh chốt xanh em nha, 39.000 chốt xanh này. Đúng rồi chị ơi, mã này chốt xanh cho em nha, 39.000. Chị Hồng Nhật cho em xin lại số với ạ. Bộ một giây là sao chị? Set này này. Chị Hồng Nhật có mã xanh ạ. Set này tầm 52 cân đủ về nhá. Sale cả set cho mọi người với giá là 59.000. Chốt cho em mã này là mã số 1. Số 1 6 59 là 2 cân đủ về. Chị nào lấy mã này ghi số 1 cho em nhỉ. Cho em mượn cái máy của em đi chị. Số 1. Chị Như Ngọc Nguyễn có 1. Có 1 đang còn nhiều đấy. Ok, cho chị Hường Heo này số 1, cho chị Như Ngọc Nguyễn 2 set này. Chị Như Ngọc Nguyễn số 1 đang ở đâu nhỉ? Đang còn ở trên kệ đó em ạ. Alo, em vẫn chờ số 1. Mai em 6 đi với ạ. Chào. Chị này. Rồi, sao mã này chốt cho em là số 2 nhá. 52 cân đổ về chốt số 2 cho em ạ. 59.000. Set cực kỳ xinh. Số 2, 59.000. Số 2 59.000, set này thì tầm 53 cân đổ về này. Số 2 59. Số 2 59 cho em nhỉ. Số 2. Mã này chốt cho em là số 2 59.000. Set quá xinh, 53 cân đổ về này. Số 2 59. Hết một rồi á. Ta đang ở trong cái đống này rồi. Rồi, set này 53 cân đổ về. Xả nốt cho các chị 59.000, chốt cho em là số 7. 53 cân đổ về.
53 cân đổ về nhá. Nguyễn có 2. Chốt cho em mã này là số 7. 59.000. Số 7 59. Ôi, xinh như này. 59.000. Chốt cho em mã này là số 8. Con này 53 cân đổ về này. Chân váy hồng. Chốt cho em mã này là số 8 nhá, xịn sò chưa? Số 8 59.000, 53 cân đổ về. Đây. Vậy số 1 bên em hết rồi. Số 8, rồi. Chị nào lấy mã này ghi số 8 cho em nhá. Có cả dây kèm theo dây. Chị Giang Nguyễn có 7 ạ. Chị là đây. Số 8 cho em nhá. 53 cân đổ về, chốt cho em là số 8. 59.000 một set ạ. Có cái này kèm theo dây. Số 8. Chị Hồng Nhật có 8. Mai Linh có 8. Còn một set nữa. Chân váy thì làm gì có quần trong nữa. Không, set này không có quần trong ạ. Quần Nguyễn có 8. 69.000 cho xe là số 10, 52 cân đổ về, set hồng. Số 10, 69k. Set hồng 69, 52 cân đổ về. Không chị ơi, hôm nay không lấy túi nhá. Set hồng 69. Set hồng 69. Trang Suka có 8. Này có 10 ạ. Set hồng chẳng biết. Chị Út Hồng số 10 có 10. Ôi, ván này em sale lỗ cho các chị luôn, 49.000 này, cho em mã số là 12. 5556 cân đổ về nhá, 12 sale 49. 12 sale 49. Chị nào lấy mã này thì ghi trên là mã số là 12 nhá, sale 49.000. 12 có túi này. Con này tầm 60 cân đổ về ok, mặc lệch vai cũng cực kỳ xinh. 12 sale 49, váy lệch vai này, chất quá đẹp luôn. 12, chốt cho em mã này là 12 nhá. Chị Thanh Nhung có 12. 12, 49.000, có đúng 10 cái, chị nào lấy chốt nhanh này. Ờ, mi 10. 60 cân đổ về, mã này chốt cho em là 12, 49.000 nhá. 12, 49 này, vải bao mát luôn. Trần Bích Tuyền có 12. Con này là cao su non này, siêu cấp luôn nhá, màu xanh lạ này, cái này các chị mặc nhóm mặc tim ok luôn. Chốt cho em mã này là 14 á, 75.000 dáng dấu quần. Chốt nhanh cho em mã số là 14 nhá, 75.000. Kim Nguyễn có 12. 14, 75, con này 60 cân đổ về cho em. Ok chị Thanh Nhung, em sợ các chị không em máy thôi ạ, chứ nhà em đều chốt đơn cho các chị hết. Mã này chốt cho em là 14, 75.000 dáng dấu quần, hàng cao su non này, size số xịn sò luôn nhá. Mã này chốt cho em là 14, 75.000 không xỉ, hàng cao cấp dáng dấu quần. Nhìn cái đường nó vác sổ ấy, cực kỳ là tỉ mỉ luôn nhá. Chốt nhanh cho em mã này là 14, hàng đẹp luôn ạ. 14 nha các chị ơi, màu này là kiểu màu nó hơi xanh ngọc, em có cả xanh đậm nhưng mà có màu này là màu xanh ngọc nhá. 14 á. 75.000, chị nào lấy 14 chốt nhanh cho em này. Xinh chưa? 60 cân đổ về, hàng cao cấp nha, mã số cho em là 14. 14 ạ. Chị ơi, cái đấy inbox và tin nhắn cho em nhá. Chị nào lấy cái này ghi cho em là 14 này. Đẹp chưa? Thanh Trúc có 12. 14 nha. Cho Thương Lê một cái. Em còn lại cái này với chị nhé. Thương Lê có 14. Có, em có phông tay lỗ Mai. Mai nhiều phông tay lỗ. $145.000, chốt cho em mã số là 16. 60 cân đổ về, váy thêu cao cấp, có cả màu đen, em còn cả màu đen nhá. Chị nào lấy đen bình luận đen, chị nào lấy hồng bình luận hồng. Mã này chốt cho em là 15. 15 kèm màu, có màu đen và màu hồng, 60 cân đổ về nhá. $145.000 chỉ là 10. Mã số là 15. 15 kèm màu giúp em. Xanh. À hồng, hồng và đen. Hồng và đen nhá. Đen nữa, đen lúc trời mới bán. Hồng và đen.
tôi như chưa từng đơ. Mai Thành, Mai Khánh Hiền, nhưng mày có đạt không nhỉ? Đẹp chưa? 53 cân đổ về. 39.000 cho em là số 17. 17 39.000. 17 39. 17 39. 17 39. 18 39, 18 39, 55 cân đổ về cho em mã số là 18. 18 cho chị Candy hai đen này. Yêu ở đấy chị hai đen đi. Đang còn ngày mai chị lấy. Thì hôm nay mới bán cái đấy mà. Chốt cho em mã này là 19 này. Xin nhận 39.000 55 cân đổ về. 19. 19 nhá, 19. 18 với chị dâu October, 19. 30.000 cho em mã số 20 55 cân đổ về. 20 vải von 30k. 20. 20. À, đang còn một con này. 18. Hình như còn một cái con lợn đấy. Đúng rồi, 19 với 18 này. Em đọc là cái con lợn đầu tiên là mã mấy? 17 hay sao ấy? Đúng không nhỉ? Chị Phúc Phúc có 17. 20. 21, 35.000 chốt 21, 54 cân đổi về. 21. 21, 35k. À lấy đến đây này, cái bán này này. 21. 21, 35k. Cái này vi phạm này, hôm nay có chốt không đây? 21. Có. Cái buồn nghe máy đâu này, 24. 39.000 chốt 24. 34. Nhà mình hôm nay hết rồi bạn ơi. 34. 34. À 24. 21 30.000 cho Như Ngọc, 35.000 cho Như Ngọc nữa. 24. 24. 53 cân đổ về. 39.000 chốt 26. 26 39.000. 26. Trần Thị Hoa là dậy 8 con này đây. 39.000 cho em mã số là 27. 53 cân đổ về nhá. Áo em mặc không bán ạ. 27 ạ. 39.000. 27. 27. À cái set lúc nãy này. Set bi cho em này, 45.000. Chị nào lấy set bi, ghi set bi cho em nhá. 45k set bi gen đấy. Set bi 45. Set bi 45. Cực kỳ là xinh, 5556 cân đổ về. Mã số xe là set bi. Nguyễn có 24. Set bi cho em nhá, 45k cho set bi này. Bi 45. Chị Út Hậu có 27. Bi, set bi ạ. Bi cho chị Sương Nguyễn bổ sung số giúp em này. 45.000 ạ. Trương Thị Thu có 26. Mã số set bi cho em nhá. Set bi 45.000. Chị Như Ngọc Nguyễn có bi. Em có chốt, em có biết gì đâu mà chốt mã đấy được à? Trương Nguyễn có bi. Set bi cho em nhá. Rồi 53 cân đổ về này. 75.000 chốt cho em là số 30. 75k chốt số 30. Số 30 75k. Mấy cái này cùng một loại em cổ lại cho chị nhỉ. Số 30. 30 75.000. 30 75 hàng cao cấp nhá. 39.000 chốt số 31 53 cân đổ về. 31 75 31 39.000. 31 Bảo Trang có 30. Này bó ngu này đấy. 31. Có luôn cái này vào đây. 31. 39.000 chốt 32 54 cân đổ về ạ. 32 39.000 32. 32. 32. Đó màu đen nhất. Cho chị xem đi. 32 ạ. Trần
39.000 chốt cho em là 34. 53 cân đổ về nhá. 34 ạ, 39.000. 34. 34. Năm mươi lăm cân đổ về này, 55-56 cân ok hết. 65.000 chốt cho em mã số là váy đỏ đô. 34. 31 chơi đúng không chị nhỉ? 31 cho Trần Ngọc Điệp. 34 cho chị nào đây? Em ưu tiên chị nào có đơn nhá, để ngày mai bên em còn gọi điện chốt đơn cho nó dễ. Tại vì mất công quá, một cái mà 39.000 gọi rất là mất công, nhiều khi các chị không em máy luôn. 34 cho chị nào có đơn nhá. Kim Nguyễn đỏ đô chị Sương Nguyễn luôn này. 65.000 đỏ đô chị Sương Nguyễn này. 65 ạ. Ôi, set này xinh chưa? Quá là xinh luôn. Set này dành cho chị nào mà dưới tầm 53 cân đổ về mà ok set này cho em ạ. 65.000 chỉ là 10 chốt nhanh cho em. Mã này là 37. Mã số cho em là 37 nhá. 65.000 chỉ là 10. 37. Đẹp chưa? 37 cho em này. Xinh không? Set cực kỳ xinh luôn. Form lỡ nha. Con tay lỡ này còn đến 4 set. Mã này chốt cho em là 37. Cả set, cả bộ đấy, giống như bộ thể thao đấy. 65.000 thì là 10 này. 37 em bắt đầu chốt nhá. Mẹ kem có 37. Mẹ kem như Hồng Nguyễn 2 này. Như Hồng Nguyễn có 2 này. 37. Ừ, đó, cái mã này là mã bao nhiêu đấy? 31 hay 3 mấy nữa? Bán rồi, em bán rồi. 39.000. 37 cho chị Trang Trang này. Bán lại em đây. 37 này. Mã này chốt cho là 37 nhá. Con này 55 cân đổ về. 39.000 chốt cho em mã này là gen hồng. Gen hồng 39k. Gen hồng 39. Gen hồng 39. Mã số là gen hồng. Gen hồng 39. Rồi, set này xinh chưa? Một cái áo ren này. Một cái quần sóc này. Chân váy 52 cân đổ về. Chốt cho em mã này là số 1. Trời ơi, xinh ạ. 65.000 một set. Số 1, 52 cân đổ về nhá. Chốt cho em mã này là số 1 này. 65k. Xinh ạ. Có quần ở bên trong. Số 1, 65. Số 1, 65. Số 1. Ren hồng cho Đặng Ngọc có đơn này, Đăng Ngọc này. Đăng Ngọc có ren hồng. Ôi, áo ren luôn này. 52 cân đổ về. 65.000 cho em là số 3. Số 3 cho em nhé, xin ạ. Cả set số 3, 65k. Số 3. Số 1 cho giày dép tổng kho. Mã này cho em là số 3. Áo ren này. Giày dép tổng kho. Xin ạ. 53 cân đổ về cho em là số 3 nhé. Quá là xinh luôn. Số 3 65.000 áo ren có hai lớp các chị ơi, có hai lớp mình không bị sợ bị ngứa đâu. Có hai lớp luôn cho em nhé. Số 3 này. Trần Minh có 3. Số 3. Quỳnh Như này. Không được luôn này. 54 cân đổ về. 75.000 chốt cho em là số 4. Chốt số 3 đi chị. Số 4 em nhé. 53 cân đổ về chốt số 4, 75k. Số 4. Số 4. 59.000 chốt số 6. Áo khổ tim. 53 cân đổ về. Số 6, 59.000 một set. Số 6, 59.000. Số 6, 59k. Số 6. Số 6. Năm mươi hai cân đổ về. 69.000 cho em là số 7. Số 7 ạ. Mã này cho em là số 7 nhá. 69.000 53 cân đổ về. Số 7. Xe này thì tầm 54 cân. 59.000 cho xe là số 10. Áo này, áo choker luôn. Mã này cho xe là số 10 nhá.
54 cân đổ về ạ. Chưa gửi anh cô bảy. Số 10, 59.000. Ôi cái bé hoa này đẹp chưa? Váy này tầm cỡ dưới 54 cân đổ về cho em. 54, 55 cân đổ về này. Váy này em xả cho mọi người với giá là 75.000, không hề hở nhá. Khi các chị mặc vào này, mình che ngang che dưới là cái phần này không bị hở ra đâu. Chốt cho em cái này là váy hoa nhá, 75.000, 55 cân đổ về. Mình mặc vào là mình các thứ tai điếc các thứ là không bị hở ra luôn nhá. Mã này chốt cho em là váy hoa 75.000 xinh ạ. Quá là xinh váy thiết kế nhá. Tầm 54 cân đổ về là ok ạ. Có lớp 2 lớp, hàng 2 lớp luôn. Váy này, mã này cho xem là váy hoa nhá, 75k. Fit linh váy hoa này. Váy hoa 75 ạ. Con này tầm 54 cân đổ về ok cho em nhá. Dung dung của váy hoa. Quá là xinh con này, con này quá là xinh luôn. Dung dung này. Ok, chị nào lấy váy hoa nữa thì ghi váy hoa cho em nhá. Váy hoa. Ok, chị Thanh Thị bổ sung số này. Có giá 75.000 một con váy thiết kế là Quảng Châu luôn. Mã này chốt cho là váy hoa nhá, 75.000. Váy hoa 75. Mang ra luôn em nhá. Ok, chị Bảo Trang một cái này. Và chị nào lấy váy hoa nữa không thì chốt nhanh cho em này. Váy hoa nha. 75k cho váy hoa. Ôi giời, sao mấy cái set này trang phan chị cũng vừa làm sao cái mấy set này em xả cho các chị luôn này. Xả lốt cho mọi người set. Set này cứ dưới 54 cân cho em. Vì set này là set lụa nên dưới 54 cân đổi số mặc ok nhất. Nó có nhiều hình lắm, em sẽ dơ từng hình. Mà cái này thì các chị có thể mặc riêng cũng được. Áo riêng, chân váy riêng cũng được luôn này. Xả hết set lụa hàng cao cấp cho các chị 79.000. Rồi em bắt đầu chốt nhá. Mã này chốt cho em là số 1, 79. Cứ dưới 54 cân đổ về cho em. Tầm 54 cân đấy, chị nào mà cao thì tầm 54, thấp thì tầm 53 này, có quần ở bên trong. Mã này cho em là số 1. 40 cân thì hơi rộng để chị siết eo cho em là được. Số 1 nhá, 79.000 cả set. Set luôn. Số 1 sale 79. Số 1 sale 79 Fendi này. Set lụa hàng cao cấp nhá. Xong rồi á. Thank you em. Tí nữa ăn chè nhá. 10 rưỡi nhá. Số 1 đang còn chè mà. Thanh Duy của máy hoa. Số 1. Số 1 đi chị Trang Phan. Rồi số 2 cho em toàn màu lạ này. Mà lên sang tôn da chưa. Mã này cho em là số 2 của 1. Số 2 79.000. Ôi cả set có 79.000 số 2 cho em này. Số 2. Số 2. Số 2. Rồi. Set LV chốt trên là số 7. Số 7 cộng màu giúp em nhé. Thêm một cái dây đai váy nữa cực kỳ xinh. Số 7 cho em này. Số 7 đen và đỏ. Số 7 đen và đỏ nhé. Có hai màu, màu LV đỏ đây. Số 7 em có hai màu, màu đỏ và màu đen. Chị nào lấy màu nào ghi màu đấy cho em nhé. Số 7 kèm màu này. Có màu đỏ và màu đen. Kèm màu giúp em nhé. 54 cân đổ về ạ. Đây, màu đen này, về các chị có thể mặc tách riêng cũng được. Có trùng khớp không công? Xin màu ạ. Số 7 này. Chị Ngọc Trâm có 2. Đỏ em có đỏ nhá, có đỏ và có. Có đỏ và có đen. Số 7 có Thanh Tâm Phạm Thị này. Thanh Thi với đen. Số 7 ơi, Thanh Thi, Thanh Tâm Phạm Thị. Chị ơi, còn 2 hình này chị Thanh Tâm có lấy không? Đây, hai cái set này 79.000 không chỉ được có lấy không này. Set cao cấp đây. Ngoài chợ set này đang buôn hơn trăm. Còn hai cái hình này chị có lấy ok luôn không? Một cái là Fendi, một cái là em chẳng biết hình gì. Đây, lấy đi ok cho em nhá. Chị Hoa rõ để mai anh kiểm tra đã. Chị có ok để em qua mẫu này. Có màu đỏ. Đây, màu đỏ và Fendi trắng. Tầm 54 cân rồi à. Chị Hiền dùng cái không? Ở cái mùi chi mà thơm đó. Chị Sương Nguyễn có 2 set còn lại. Chị gội dầu gội chi á. Chị xá bằng Tela.
mảnh hết lắm. Nhưng mà nó thơm, nó sắc tóc cho Thanh Tâm vậy chị. Cái đấy còn không à? Hết rồi. Em chưa tìm thấy. 35.000 này, chốt cho em mã này là set bi, áo bi nhá. 55 cân đổ về, 35.000 chốt áo bi. Áo bi 35. Bi 35. Bi 35. Ôi cái váy này kèm đai. 55-56 cân đổ về này. Có kèm theo dây đai luôn mọi người, có kèm theo dây đai luôn. Anh Nguyên của Bi. Chốt cho em mã này là số 1 nhá. Váy body kèm theo dây đai 65k chốt số 1. Số 1 65k này. Chị nào lấy 1 ghi 1 cho em nhá, có kèm theo dây đai. Số 1 65k. Số 1 65. Con này tầm 55 cân đổ về cho em. Số October có 1. 75.000 chốt số 2. Váy hồng này, váy kiểu sơ mi đấy. Số 2 75k dáng mắt. Số 2 dạng maxi nhá. Số 2. Hàng bên em gọi điện chốt đơn là hàng đi rồi mà chị. Gọi điện chốt đơn là đi rồi chị nhá. Số 3 75.000 54 cân đổ về. Maxi. Số 3 cho em nhá. Số 3 hoa rất là đẹp, số 3. Số 3. Chị Hoa Ngọc có 1. 75.000 chị. Rồi mã này chốt cho em là váy trắng xả 49.000 53 cân đổ về. Váy trắng sale 49. Váy trắng sale 49. Váy trắng sale 49. Ôi, cái này đẹp lắm. Ôi, set này. Một kéo rêu này. Hàng hãng nha. Tem hai tem luôn. Set này rơi vào độ tầm 52 cân đổ về cho em này. Lẻ là 75, xỉ giá 15. Chốt cho em mã này là số 6. 52 cân đổ về giá set. Mã này chốt cho em là số 6 nhá. Quần này, cạp siêu cao luôn. 75.000 chỉ giảm 15 chốt nha cho em đã số 6 này. Ai lấy 6 thì 6 cho em nha. Số 6. Ok, số 6 em bắt đầu chốt nhá. Cả set 75.000 chỉ giảm 15 ạ. Thương Nguyễn. Ok, chỉ giảm 15 cho em nhá. Lọc số 6 này. Chị lặng cho em xin lại số đi ạ. Trần Ngọc này. À rảnh quá không. Ok. Trần Ngọc có 6. Em có thấy chị Diệu Trúc. Minh Diệp Đăng Lê. Diệp Lê số 6. Minh Đăng số 6, còn đúng một set số 6. Chị Diệp Lê có 6. Cao su non 60 cân đổ về. 75.000. 75k cho xem là số 7. Số 7, 75k, cao, hàng cao cấp, số 7. Số 7, 75k, số 7 có 2 cái. Số 9, 60k. Số 9, mã này trước trên là số 9, 60.000. 60 cân đổ về hàng gì, chị tò luôn. Số 9 cho em nhá. Rồi, ok chị. Số 9 cho em nhỉ. Số 9. Số 7 em còn một cái nữa. Số 9 cho chị số 9 cho Linh Nguyễn. Linh Nguyễn cái 9. Linh Nguyên cái gì 494 ấy. Số 9 60, số 7 75. Đây sang set này nhá. Set áo cổ tim. Đây các chị này. Áo cổ tim dập logo được chưa? Áo cổ tim dập logo luôn này. Đấy. Có ai gọi cho hôm nay có đơn của Tú Trinh không Thành? Mai em bảo nhân viên gọi lại cho chị nhá. Mai em bảo nhân viên gọi lại cho số 7 của chị Hoa Vương. Hoa Vương có 7. Con này tầm 50. Set này rồi tầm 54 cân đổ về cho em này. Sale cả set. Set yếm bò 75.000 xỉ giá 15 cho xem là số 10. Cả set các chị nhá. Số 10. Cái này chốt cho em là số 10 nhá.
Con này 53 cân đổ về ạ. Cả set. Chốt cho em mã này là số 10. Nửa cốc thôi. Cũng hay là mai chị phải mua cái chai. Kiểu cái chai rồi cứ rót chai giữ nhiệt đấy, chị có mà hàng nhờ. Số 10 thì Xuân Anh Nguyễn một set này. Có mà, đừng có biểu môi. Xuân Anh Nguyễn cái đơn trở trên số vậy ạ? Số 10 thì Xuân Anh Nguyễn này. Set yếm cute. Đi với giày thế sao? Ừ. À, ngứa mũi. Ghê. Xuân Anh Nguyễn cái người. Hôm sau mất. Để có bao giờ cắt đâu, cái chai không qua bệnh gì. Còn 2 cái. 2 cái nữa. 3 cái nữa, còn 2 cái. Thôi chị bẹp gì? Cái chai hôm nay lấy cho chị uống nước này. Châm lên, hãy đi đường. Không ạ. Chị đừng hỏi. Em cái này còn... size SML một gì luôn. Này quần quần sóc này, quần ngố này. 65.000 kèm size giúp em nhá. SML XL tương đương với quần sóc các chị mặc ấy. Mã này cho em là Q1 kèm size SML XL. Em vừa tới chị Hằng Lâm. Q1 kèm size giúp em nhá. Q1 kèm size SML XL em vừa tới chị Hằng Lâm này. 65.000 quần Umi được chưa? Chị Dương Nguyễn ơi, chị mua lẻ mua gì đây? Còn đúng một gì? Ai lấy size nào ghi size đấy cho em nhé. 65.000 hàng này là hàng U mì. Chị Sương Nguyễn mua lẻ em mua xỉ đấy chị. Có đồ bộ như em có luôn. Xỉ thì nhớ, xỉ thì cọc thì em mới chốt chị ơi. Cọc trưởng khoản 1 triệu thì em mới chốt nhá. Không đấy em không chốt được đâu ạ. Số Q1 cho em này. Q1 xe này đẹp chưa? Áo cô gái này. Quá đẹp, xe này em chuyên các chị luôn. 59.000 đồng. Chốt xe là xe cam rồi. 50 cân đủ về là đẹp nhất. Mặc xe này là đẹp nhất luôn này. Quần bò lửng luôn. Nó đến tầm giữa đùi á. Vâng, ok, để mai em nhắc ạ. Mã này chốt thêm là số 10. Xe cam. Mã này cho xem là set cam nhá, cực kỳ là xinh luôn. Set cam 59.000. Nguyễn Ly một set này. Nguyễn Ly một cam. Phương An, trời ơi, chị Phương An ơi, chị lấy xỉ một mối buổi. Chị lấy cho em được 3 cái thì xỉ cái gì, chị tôi làm đơn lẻ nhá. Chị Thanh Định này. Chị Út Hậu một cam. Út Hậu này. Phương An một cam. Rồi, còn một set cuối. Mẹ em một cam. Phong Mỹ 49.000 cho em mã này là A1 60 cân đổ về ạ. Mã này cho em là A1 49.000 đồng. A1 49 á, 60 cân đổ về Phong Mỹ thôi chị này. Xỉ bằng lẻ nhá. A1 49.000. A1 49. A1 49. A2 45. A1 cho chị Út Hậu. Các chị nhớ nghe máy giúp em nhá. A2 A2 45.000, 60 cân đổ về. A2 kém nằm bay chỉ đặng ở đây luôn. Út Hậu của A2 55.000 cho xem là V3. V3 60 cân đổ về. V3 60 cân đổ về. 55.000 chốt V3. V3 em có lấy chị Ngọc. Con này xinh chưa? 39.000 cho xem là A4. Áo hơi hướng cỏ lốc tốt này. A4 39.000. Con này tầm 55 cân của mình nhá. A4 39.000. A4 có 2 cái. A4 A4 Thương Giang có A4.
chẳng biết chị biết Diệp comment cái gì. Anh Nguyễn Nga 4. À 4 đâu? 39.000. 60 cân đổ về ạ. 29.000 chốt cho em là A5. 29.000 chốt A5. Phải đọc cho hai anh chị nghe rõ. A. 29.000 chốt A5. Rồi sale cái này cho các chị 30.000 thôi. Áo thun dài tay chốt A7. A7 sale 30. Thun mỏng nhá. A7. A7 sale 30. A7 sale 30. A7. Minh Đăng có A7. 55.000 chốt A8. Con này 50 cân đổ về, quần legging A8 nâng mông nhá, size M, đằng sau có túi. A8. A8 sale 55. 35.000 chốt cho em là A10, 52 cân đổ về. Tay này. A10. Candy của A8. A10 30k. A10. A10. Comment cho em mã tặng nào các chị ơi. Chị Nguyễn Ly của A10. Chốt cho em mã này là mã tặng kèm số điện thoại. Mã tặng cho em nhá, tặng kèm số này. À là lấy váy đi hả? À lấy set đi. Váy này xả luôn rồi các chị. Váy này em xả, quyết định xả cho các chị một con váy như thế này. Với giá chỉ có 55.000 thôi. Mã này chốt cho em nhanh này. Váy này là không size S. 52 cân đổ về, xả cho các chị lỗ luôn. Thật là lỗ cái con váy này luôn này. 55.000 một con váy, các chị có thấy lỗ không? Nhập vào nó không có giá này đúng không? Mã này chốt cho em là váy đỏ. 55.000, 53 cân đổ về. Set em chứ nhá. Mã này chốt cho em là váy đỏ nhá. Xinh lắm. Váy đỏ, trứng tỏ. Khi mã tặng cho chị nào đây? Mã này cho em là váy đỏ này, xinh chưa? 55.000 thôi, con này 53 cân. Hồi đứa trên bán là 85, bây giờ xả cho các chị 55.000. Váy đỏ cho em nhá, chất rất là đẹp, kiểu nó là váy sơ mi, kiểu Phương váy sơ mi á. Váy đỏ. Váy đỏ này, đuôi cá này. Xinh chưa? Đi với giày thể thao hay đi với dép, cái gì cũng ok luôn. Em có mỗi size S thôi chị ơi, không có size L. À đây có size L đấy chị này. Có size L nhưng mà nó chỉ tầm form như thế thôi, cứ tầm 53 cân đổ về cho em nhé, form bình như nhau ấy. Như vỏ yeah. Đỏ. Thi vỏ cái gì? Thôi gì? Thôi gì mới được chứ. Trang phang có đỏ. Tôi mai tôi đi 3 giờ tôi phải cố gắng hòa hết để mọi người có việc ở nhà làm nhá. Không rồi đi nghỉ rồi. Tiền Mimo. Thế mà có 3 nhân viên là xong rồi đó, đi nghỉ đó. Thi võ này. Thôi, như Ngọc Nguyễn. Không chị ơi, không vừa đâu chị ạ. Váy đỏ cho em nhá, đảm bảo đẹp. Ừ, từ. Thôi, từ, không. Tí nữa lại mất không đem ra mà. Thì bán hết cái đi rồi em mới ra, bán, ra lấy váy. Không đúng à? Có đỏ. Cố lên. Cái gì? Không. Đây à? Không bị đi hầm. Đi giúp tao lục xong lục hạ chứ. Đi, đàn ông ế á? Eo phải đi bán cơ à? Cái gì cũng vào bán đấy. Còn đang bán cái giá. Chị giá của em chỉ có như vậy thôi. Có, mai sẽ đi lấy phông về cho các chị. Em nhắc đi nữa. Mai sẽ đi lấy phông về nhá. Mai sẽ có phong, mọi người yên tâm. Đảm bảo mai sẽ có phong. Ta đồng đi chết trời nắng lại rõ lại đi. Mát mai mưa. Mai mưa. Em nghĩ vậy. Ôi xe này xinh quá các chị ơi nhỉ. Lấy tinh thần. Lấy tinh thần, lấy tinh thần. Ô đẹp chưa. Áo này toàn xe đẹp thôi, các chị mua 1 tặng 2 đấy. Bèo chưa. Đấy, có em có xếp lửng luôn này. Xinh lắm, quần nó là dáng thể thao này. 69.000 chốt cho em mã này là số 1. 55 cân đổ về, tiếp số 1, 69.000 cho em nhá. Số 1 69. Số 1 69. Bên đấy hôm nay bên từ nay không xếp cái gì, chỉ có để hàng thôi.
số 1. Chị Minh Hoa ơi, mai em kiểm tra chị đơn là chị đang giao chị ạ, tại vì nó bị trục trặc. Số 1. Ôi, 53 cân đổ về 75.000 set set Valentino cho xem là số 2. Số 2 cho em này, xinh chưa, set Valentino 75.000 chân váy bò. 52 cân đổ về chốt số 2. Muộn nhưng mà cứ phải xem phim về nhà đi con mới đi ngủ đấy. Quá chị. Số 2. Có set bánh bèo em bảo báo chị nhá. 59.000 chốt set heo. 53 cân đổ về ạ. Set heo. Set heo 59.000, 53 cân đổ về. Set heo. Set A, số 2 có set đây. Số 2 còn 2 set này. Ôi giời, được chưa, em bán 85 đấy các chị ạ. Số 2 75. Số 2 cho Phương An 1. Set số 2 nữa, em còn có set số 2 nhá. Số 2 đấy chị. Phương An này. Cho chị nào có đơn. Cho chị nào có đơn đấy chị ạ. Chị Minh Đăng có 2. Minh Đăng. Set heo cho em này. Set heo nhé. Chị Mai Minh có heo. Ôi set này rất hiếm cho em này. Hiếm đuôi cá này. Áo phông này. Áo phông trắng nhá. Cả set sale cho mọi người 65.000 cho xem là số 3. Số 3 65k này. Số 3 65k. Lên set huynh cục cho các chị chọn nhân thoải mái này. Số 3 cho em này. Em hứa với chị là không tìm ra được một cái áo. Bây giờ áo phông nó còn lông phông mai. À đi lục các cái kệ chân chị toàn áo phông nè. Xem mấy cọc áo phông ở đây nè. Áo phông đấy phải bán 2.000 mấy, 3.000 mấy. Áo phông ở đây. Ừ. Xét bò cho em này. Xét này dành cho chị nào dưới độ tầm 52 cân. Em bán set này cho mọi người 75.000. Chốt cho em mã này là số 8. Số 8 75k một set đấy. Trời ơi, form tay lỡ này, form Mỹ này. Này, form tay lỡ dáng rộng này. Đẹp chưa? Cả set như vậy chỉ có 75.000 thôi. Quá rẻ. Chốt cho em là số 8, quần lại quần ngố nữa chứ. Ok chưa? Chốt số 8 cho em này. Quá xinh, váy suông ngày mai cũng có luôn số 8 cho em nhé. 75.000 một set xỉ giảm 10, chốt nhanh cho em số 8. 75k xỉ giảm 10. Quá là xinh luôn. Set này xinh lắm các chị, áo phông này. Ôi, mặc kiểu như thế này nhá. Đấy, quần ngố này. Đấy, áo phông này, xinh ạ. 75.000 cho số 8 cho em kèm số điện thoại các chị nhá. Comment cả số cho em nhá, có rất là nhiều Linh Nguyễn đấy chị ơi. Không cho số. Không cho số là lần sau nó bị trùng đơn là chị chịu nhá, vì nhà em phải có 3 số cuối thì em mới chốt đơn chính xác cho các chị được. Nhiều trường hợp nó giống nhau lắm, tên nó giống nhau, Facebook giống nhau. Nhưng các chị phải có số điện thoại thì em mới chốt được nhá. Mẹ Ken có 8. Số 8 ạ, 75.000. Mẹ Ken. Ai này Nguyễn chị? Bảo Dung có 8. Em cao 1m58, Nguyễn Bảo Dung 58 hay 57 gì đấy. Nguyễn Bảo Dung. Chị Nguyễn Hằng, Nguyễn Hằng cho em xin số như trường đơn lúc chiều đúng không? Linh Nguyễn có 8. Linh Nguyễn. Còn một set cuối. Nhã Đan có 8. Nhã Đan có 8. Chia cho mọi người với giá là cả set này, trả nốt cho mọi người với giá là 59.000. Cho xem mã này là số 10. Mã này cho xem là số 10 nhá. À số 10. Hôm nay chị nhận được hàng rồi nhé em nhé. Ok chị, em cảm ơn chị Thu Lương nữa. Chị ơi, chất của nó như thế nào ạ? Mã này cho xem là số 10, 53 cân đổ về. Cả set ạ, 59.000 chia mọi người cả set này. 55 cân đổ về vẫn ok nhá. Mã này cho xem là số 10. Cả set yếm này, mặc riêng cũng được, mặc chung cũng được luôn. Cực kỳ dễ mặc luôn. Bầu bí bon trên ở mã này luôn cho em nhá. Mã này cho em là số 10. 59.000 đồng một set. Số 10 59 á.
rất rất là xinh này, tay nó là tay bánh bèo như thế này. Chị Nguyễn Hằng, Nguyễn Hằng bổ sung số cho em nhé. Chị Lê Hồng Vân có 10. Đây, Lê Hồng Vân, Lê Hồng Ngân. Trần Phương Thảo có 10. Trần Phương Thảo, Nguyễn Hằng, Nguyễn Hằng, Nguyễn Thị Mỹ Lệ có 10. Nguyễn Thị Mỹ Lệ có 10. Nguyễn Hằng có 10. Số 10 cho em nhá. Qua luôn. Nhiều xe lắm. Ôi, xe đảo in 3D. Ôi, chị ơi, xe này đẹp quá, cốt luôn cho em này. 69.000 một set, cốt luôn cho em. Mã này chốt cho em là số 15. Chưa mở là biết đeo đẹp rồi này. Ôi, đẹp chưa? 53 cân đổ về, cốt luôn cho em mã này. 69.000 xỉ là 10. Chốt xe là số 15 nhá, áo loang xinh nhận, mã số 15. 15 ạ. Đúng rồi chị ơi, mã này chốt xe là 15. Quá là xinh này. 15 15 cho em nhá. Ok, 15 em bắt đầu chốt này. Set quần vải mặc cực kỳ mát luôn nhá. Chỉ có 69.000 một set thôi, giống cái quần vải em đang mặc này. Phương An có 15. Rất là dễ chịu luôn. 15 cho em này. Đâu Như nhỉ? Ngọc Nguyễn có 215. Chị vứt lại đấy rồi à, đây. Như Ngọc Nguyễn 69 chừng 10 nhá. Phương An này. Lê Thị Hà Anh có 15. Lê Thị Hà Anh này. Trần Thúy Nga có 15. Trần Thúy Nga này. Xuân Phượng có 15. Xuân Phượng có đơn đấy chị. Trang Phan đi. Trang Phan 756 này. Giày dép tổng kho có đơn một cái này. Chị rồi. Trang Nguyễn có 15. Rồi hết luôn này. Đã, đã. Đi đằng trước nó lại lọt đằng sau. Giày dép tổng kho có 15. 15 cho em nhé. Rồi. Chốt xe mã này là 16. 52 cân đổ về, 69.000 chốt 16 set này. 16 69.000. 16 69. 16. 16 69. 17 75. 17 75 bộ Minh Đăng bộ 16. Lá. 17 75. 17 ạ. 75k bộ lá. 17. Xong con áo kiểu hot hit luôn nhá. Lẻ 49. Lẻ 49 xỉ 39. Chốt theo này là mã này là 20. Con này quá là 55 cân đổ về, áo kiểu này rất là xinh nhá, vải bao mát luôn. Mã số 20 ạ, size M. 20 lẻ là 49 xỉ giảm 10. Chất của nó đỉnh quá chị, mát rượi rượi luôn. 20 cho em nhá. Ô con này xinh, tay bèo này. 20 ạ. Ai lấy 20 chốt 20 nhanh cho em này. Có duy nhất một màu này là màu kiểu màu nu. Màu nu hồng một tí ấy, màu nu pha hồng. 20. Chị nào lấy 20 chốt nhanh 20 cho em nhá. Lẻ là 49, xỉ là 39, 6, 57. Chị Ngọc 55 Trang có 17 ạ. Quá là đẹp, cuối rồi nói xịn như thế này cơ mà. 20 cho em nhá, mặc nhẹ như không mặc luôn. Nguyễn Hằng, Nguyễn Hằng 20. Nguyễn Hằng có 20. Trần Diệp Thảo 20 này. Phương An 20. Phương An có 20. Tuyết Minh có 20. Tuyết Minh 20. Phi Võ có 20. Phi Võ 20. Hằng Lâm 20. Trần Diệp Thảo 20. Trần Diệp Thảo 20. Hằng Lâm có 20. Còn một cái cuối. Lặng có 20. Lặng. Tên. Sang bộ ngố cho em này. Vừa được một cái quần, vừa được một cái áo. 75.000. Chốt cho em mã số là 22. Con này tầm 55 cân đổ về cho em nhé. Mã số là 22 cả set này. 75.000 một bộ. Mã số là 22 cho em nhé. Bộ ngố đẹp chưa? Chất quá là đẹp luôn. Mã số 22. Nhanh thì được, chậm là hết nha. 22 em bắt đầu chốt này. Bộ ngố được chưa? Bộ này 75.000, mã số cho em là 22.
chưa nhá chị ơi. Đơn này em phải gộp chung đi cho các chị chứ. Một đơn đi làm sao được à? 22 cho em nhá. 22 em có tới chị Yến ạ. 22 cho chị Nguyễn Hằng này. Ok chị Thảo Bùi này. Chị Nguyễn Hằng, Nguyễn Hằng có 22. Bùi Nguyễn Hằng 22. Chị Thảo Bùi Nguyễn Hằng 22. Buông tay của 22. Buông tình nhau chưa? Này. 50 cân đổ về. Đẹp nhỉ. 69.000 chốt cho em mã số là 24 69. Chị Thảo Bùi có 22. Cô tên yêu kia 24. Dồn đơn nhưng mà chị cứ cho em xin số đi. Không sẽ đẹp mà không mà. Con này 53 cân đổ về. Khoảng lặng có 24. 69.000. Áo phối lưới cho em mã số là 25. 25 ạ. Đây đó chị này. 25 cho em nhé. 25. 25. 69.000. 25 cho Nhung Hồng đi chị. 25. Ôi quần này là size L này. Sale hỗ chị 120.000 luôn cho em mã số là 27. Size L 54 cân đổ về. Chốt cho em mã này là 27. Quân Nguyễn 27 ạ. 27 size L 55 cân đổ về. 27 đúng không? Vinh Đăng có 25. 27 120.000 này. Còn bó trước đang bán 140. 27 này. Áo này sale cho các chị 30.000, chốt cho là 28. 53 cân đổ về, 28 sale 30. À cái set này còn em này. Bao nhiêu nhỉ? Số bao nhiêu nhỉ? Mở lại chị xem nào. Set lưới mà có chân váy xòe này. Áo lưới mà chân váy xòe ấy. Okay. Nhưng mà cái bụng nó bao thế. Ờ đúng rồi. Bao nhiêu mã bao nhiêu? 25. 25 này. 25 em còn một set này. 25 27 Tâm 20, Hà có 27. 25 em vẫn đang còn set. Chị em lướt lên xem chuyện nào đấy 25 nào. Bộ em mặc là gì bán chị? Hai mươi lăm. Phương Trúc có 25. Phương Trúc. Năm mươi lăm cân đổ về. 39.000 cho em mã số là sọc đỏ nhá. Sọc đỏ 39. Sọc đỏ 39. Sọc đỏ 39. Sọc đỏ 39. Chị Cao Nhi có 28. Sọc nâu 45. 53 cân đổ về chốt sọc nâu này. 45k. Sọc nâu 45. Sọc nâu 45. Bộ này em treo cho các chị với giá là 50k thôi. 54 cân đổ về chốt cho em là bộ trắng. 50k chốt bộ trắng. Sọc nâu cho chị Thuy Võ. Sọc sọc đỏ. Sọc đỏ cho chị Lục Thái Yên có đơn cho chị nhỉ? Chưa. Chị Lục Thái Yên bổ sung số cho em nhé. Mã này chốt cho em là bộ trắng ạ. 50.000 một bộ, 54 cân đổ về. Bộ trắng. Bộ trắng. Chị Minh Đăng, chị Minh Đăng mua lẻ mua gì đây. Chị chốt rất là nhiều. Em sợ ngày mai các chị lại xả ra nên nhà em chỉ chốt tầm 5 cái thôi. Lấy thêm thì cọc cho em nhá. Lấy thêm thì cọc luôn cho em ạ. Ôi, set này 53 cân đổ về. 75.000 một set, chốt cho em là set theo. Set theo nhá, size L 53 cân đổ về. 75k chốt set theo. Set theo. Bạn nào mới bảo con Nhi đúng không? Cái gì mới chốt cho Nhi cái gì đúng không? À, chứ bạn ấy chốt mã nào đấy? Bạn gì mà Cao Nhi đấy? Cao Nhi chốt cái gì đấy? Ờ, chốt một cái. Xã rồi đi. Ờ. Gần nhà mai qua lấy. Thì để riêng ra mai đỡ mất công gọi. Mất rồi. Ờ, thế thôi. Xét theo. Lan Dinh có theo. Du Rí Xí Rí. Du Rí Xí Rí. Gửi gắm mua cái gì không để mua cho không ạ.
Đồ gì đi tiệc cái cưới ông đi ngoài nữa xinh gái. Thôi xấu rồi. Không phải đẹp. 75.000. 55 cân đổ về này. 75.000 cho em mã này là váy bi nhá. 55 56 cân ok vì cái này có dây rút này. Các chị tầm bao nhiêu cân thì mình rút dây luôn cho em nhá. Phong thì ngày mai chị ạ. Bây giờ lục phong thì em hơi hiếm. Mã này cho em là váy bi nhá, 75.000, tầm 60 cân ok hết. Váy bi. Năm mươi ba cân đổ về. Dung dung của bi. 69.000 cho xe da vào vụ. Các chị mua quần này 140, quần da này 140. Tại vì em bỏ túi nó hơi nhăn đấy. Cho xe là xe da này. Xe da nhá. Xe da. Xe da 69.000. Xe da 69. Bộ cánh tiên 85. Xả quần 50.000. Cho xe là bộ cánh tiên. Bộ cánh tiên 50 cân đổ về. Bộ cánh tiên xả luôn 50k. Cánh tiên 50. Cánh tiên 53. Xe này xinh lắm. Xe này tầm 53 cân đổ về ok cho em này. Xe này dưới 53 cân đổ về. Sale cả set cho các chị với giá là 65.000. Cho em mã này là set trắng ạ. 53 cân đổ về nhá. 65k cho set trắng. Set trắng 65k. Set trắng 65k. Ông có ổ điện á? À, ông có ổ điện. Thanh Nhung có set trắng. Thì cắm trực tiếp vào bên kia. Mấy ổ cơ mà. Đang đợi mình. Xét trắng rồi ok. Size L cho em này. Xả các chị 39.000 đấy chứ ạ. Chốt cho em là sốc theo. Xả các chị đi ra đi vô. 54 cân đổ về. Chốt cho em mã này là xét theo. À sốc theo 39.000. Xét theo. À sốc theo 39. Ngày mai bên em sẽ công bố. Chị nào có lời chia sẻ nhiều nhất bên em sẽ tặng túi nhá. 39.000 chốt sơ mi trắng 53 cân đổ về. Sơ mi trắng 39 xinh á. Sơ mi trắng. Sơ mi trắng 39. Khi bỏ sốc theo. Sơ mi trắng. Chốt cho em mã này là bộ bán tim 45k. Bộ bán tim. À bộ bán tim 45. Bán tim 45. Bán chim 45. Ôi xe này các chị ơi xinh chưa. Xe này vừa bán vừa chiên các chị luôn. Vừa bán vừa chiên các chị luôn này. 59.000 một set đẹp chưa. Cho xe là set táo nhanh tay ạ. 53 cân đổ về số em ở Thanh Hóa. Mã này cho xe là set táo. Trời ơi. Chị cứ bị đau bụng dưới. Thằng ạ. Chắc là hôm trước tập em bị đau bụng dưới. Béo mà đau bụng dưới. Gặp bởi vì hơi đau. Má này cho xe là set. Xét táo nhá, xinh ạ. 59.000 một set yêu ơi. Quá là xinh luôn, xét táo cho em này. 53 cân đổ về nhá. Xét táo, bắn tim hết rồi chị ơi. Chưa. Chưa. Bắn tim cho cái gì nữa. Có một set cho mấy. Đấy. Hoa Lê làm gì. Linh Nguyễn có táo. Linh Nguyễn có táo. Xét táo cho em nhá. Xét táo ạ. Xét táo, xét táo. 59.000 một set, xinh chưa. 53, 54 cân đổ về. Trời ơi, xe này có 59.000 thôi. Phải 590 đâu các chị. 59.000. Hai xe táo à? 59.000, nhiều xe chị ạ. Chị Thu. Chưa, Thu Liều Nguyễn cho em xin số này. Chị Phương Thao Bùi một xe. Cố gắng lên trên sản phẩm mới đi đơn nhá. Có một cái lát nhát nhé, em là mất công gọi các chị đấy ạ. Chị Phương Thao Bùi một táo. Là em có quần bò. Phương Trúc có táo. Thấm Đỗ này. Phương Trúc này. Thu Liêu Nguyễn này. Chị Thấm Đỗ có táo. Ok. Chị nào lấy táo nữa thì ghi táo cho em. Gì là muốn ăn đúng không? Chị Thu Liêu Nguyễn. Em chốt bằng hai máy chị ạ. Cả Facebook và cả bếp chị nhá. Thấm tiền để em chết mà. Chị không chết luôn.
Em chốt bằng 2 mà. Chị nào lấy táo nữa thì ghi táo cho em này. Này nhà lắm luôn đấy. Không phải bơi lội trong cái đống hàng rộng rãi đúng không? 57 con đổi số mặc ok cho em ạ. 75.000 chốt cho em là váy hoa. Váy này xinh lắm, váy nó mát đấy. Các chị ôm sợ tay dài đâu. Tay dài nhưng mà váy của nó cực kỳ mát luôn. Tối em chốt cho chị rồi ạ. Mã này chốt cho em là váy hoa 75k. Váy hoa 75. Váy hoa 75. Ôi thấy người nào đây. 75k chốt cho em mã số là V153 cân đổi về. V175. Xinh ạ. Em có thấy chị phúc phúc. Chị Thu Lệ Nguyễn thêm một trái táo. Tôi đến kiểm tra nhá. Mã này chốt cho em là V1 ạ, 75.000 ạ. Mai kiểm tra đi ạ. 53 cân đổ về. V175k. V1 Nhất Minh ở V1. Năm mươi bốn cân đổ về, váy rớt vai chốt cho em mã số là V2. V2 54 cân đổ về, xinh chị thôi liệu Nguyễn có váy hoa váy này xinh lắm đấy chị ạ. V2 75k chị nào nhận được con này là biết này. V2 V2 75.000 cái này bao nhiêu út tầm 75. V2 V1 đều hết rồi ạ. Đồ gì các chị ơi nhỉ. Đang làm nhá. V2 chị Phương Thảo Bùi. Ôi váy này xinh chưa. 55 cân đổ về, mã số trên là V3. 75k, váy cam dập ly trước và dập ly sau này. Ôi đẹp chưa. Mã này chốt trên là V3 nhá. 75k. Quá là xinh luôn. V3 75. V3 chốt cho em mã này là V6, 60 cân đổ về, sale 60.000 V6. V6. Váy này rộng chị này, 60 cân đổ về ok cho em nhé. Mã này chốt cho em là V6, 60k. V6 60. K này này. V6. Trần Thúy Nga V3. Tao còn một cái V3 nhé. Năm mươi hai cân đổ về, có mút ngực, có mút ngực luôn. Mã này chốt cho em là số 10. Trần Diệp Thảo có V6. Mã này chốt số 10 cho em nhé. Nguyễn có V3. Số 10 ạ. 53 cân đổ về, set này, váy xinh chưa. 65.000 chốt số V10. V10 có mút ngực cực kỳ đẹp đó chị ạ. V10 V10 65. Tháo em mặc tôm. 53 cân đổ về chốt V12, 65k. Phương An của V10. 65k chốt V12. Cái này là 299 tệ. Váy này là 299 này. Mã này chốt cho em là V12. 65.000 xinh chưa. Ôi. V12. V12 65. Chi bỏ có V12. 60 cân đổ xuống ok nhá. 65 cân đổ xuống các chị vừa quả này luôn cho em. Một cái nha em cũng ship. Mã này chốt cho em là V17. V17 75.000 váy suông dáng rộng. V17. V17 75k. V17. 75k chốt V20. 57 cân đổ về váy baby doll. V20. V20 cho em nhé. V17 thanh tâm Phạm Thị. V20 thanh tâm của V17. V20 V21 21 60.000 váy body. Nguyễn Hằng của V20. V21 60k. V21 60k. V22 65k. Váy gen 53 cân đổ về.
V22 váy ren 52 cân đổ về thôi nhá. 52 cân đổ về, mã số cho em là V23. V23 65.000. Hay tên của V21. V23. Cái váy này chỉ dơ October có thôi nhỉ. Cả set cho em này. Cúp lại của 22. Úi giời ơi. 55 cân đổ về cho em nhá. 55 cân đổ về ạ. 55 cân đổ về. Set này sale cho mọi người với giá là 55 cân đổ về. Cái này là áo phối ren. Sale các chị với giá là 75.000. Chốt cho em mã số là V28. Giống V17 là cái dạng nào chị? Mã này chốt cho em là V28 ạ. Em chẳng nhớ, qua mẫu này không nhớ đâu. V28 75.000. Hàng vô lấy váy đi cưng. V28 69.000 cho set B 53 cân đổ về ạ. Set B 69.000 xỉ giảm 10. Áo tay bèo này. Chị nào lấy set này ghi cho em là set B nhá. Set B 69. Set B 69. B 69. B69. Câm hà của Bi. Xin nha. Xả cho các chị 65.000 này. Chốt cho là váy kẻ. Rồi 52 cân đổ về. Mã này chốt cho là váy kẻ nhá. Váy kẻ. Chốt cho em mã này là váy kẻ này, 65k váy này xinh lắm. Chị nào mà dưới 52 cân thì mà ok quá. Mình xin cá khô. Có size 57 cân hay xả báo nhá. Váy kẻ này. Ôi ơi. Đây. Em có cái cọc váy này này. Chị nào ôm là 60.000 này, toàn váy đẹp hết. Ôm 60 cho em nhá. Cực kỳ xinh, có chị nào ôm không? Còn là váy hàng thiết kế có mức ngực sẵn luôn này. Ôm là 60.000 luôn ạ. Con này không ôm thì quá phí luôn. Đẹp chưa? Ôm 60 cho em nhá. Đây có dây đai luôn này. Đẹp chưa? Mã này chị nào ôm đi ôm em. Có màu đỏ này. Nhiều màu nhiều kiểu lắm. Có chị nào ôm cổng này không? Ôm 60, ôm váy 60. Còn là váy đẹp hết. Có em vẫn đang có chân váy bò. Có chị nào ôm thì ghi ôm cho em nhá, 60k ôm này. Ôm 60. Không chị nào ôm này để ra đi bán lẻ. Thế là bán lẻ. Lẻ là 75 luôn. Xem đi rồi xem nào chị. Ôi trời ơi. À cái váy kẻ này đang còn máy này. Xả cho các chị 75.000 luôn. 54 cân đổ về nhá. 54-55 cân. 75k chốt cho em mã này là váy kẻ kèm số điện thoại. Mã này chốt cho em là váy kẻ nhá. Xinh luôn. 75.000 váy thiết kế đấy. Hàng xịn sò luôn. 75k không xỉ. Nhớ không xỉ không ai chịu vệ trừ. Mã này chốt cho em là váy kẻ nhá. 75.000. Kẻ 75 ạ. Rồi xinh chưa? Kẻ. Chị nào lấy kẻ ghi kẻ cho em này. Co giãn. 54 cân đổ về ok. Mã này là váy kẻ nhá. 75k. Nó không hề mỏng đâu. Chất nó dày, dày dặn. Đây, chị nào lấy kẻ ghi kẻ cho em này. Phương An có kẻ. Đẹp lắm. Con này đẹp nhá. Không phải dặn dứa dẻo nhưng trông thì rụt. Đây này váy siêu cấp. Còn mỗi xanh mờ ấy. Phượng đổ lên là kẻ. Em còn mờ và lờ. Váy này em có M và L hàng siêu cấp. 398 tệ. Gần 1 triệu luôn này. M và L cho em nhé. Hết. Bây giờ chỉ còn L thôi. Hết L, hết M rồi. Bây giờ chỉ còn L. Đẹp chưa? L tương đương với dưới 55 cân đổ về. Từ tầm 48 cân đến tầm 55 cân. Váy này em sale với chị với giá là 75.000 một con váy. Xịn như thế này. Đây, kèm theo túi trong luôn. Mã này cho em là váy ren.
váy ren cho em nhá, 75.000 không xỉ, hàng cao cấp. Quá đỉnh con này luôn này. Đẹp chưa? Đường kim mũi chỉ nhá. Mã này chốt cho em là váy ren 75.000. Rồi. Con này tầm 54 cân đổ về cho em nhá. Mã này chốt cho em là váy ren ạ. Không đẹp không lấy của các chị, đẹp chưa? Váy ren cho em này, đẹp lắm. Này, chị xò chưa? Thảo bùi này chốt em. Mạnh mẽ lên. Cúa, em chăm sóc làm sao mà không cúa được. Thảo Linh bùi. Nguyễn có ren. Linh Nguyễn 494. Nguyễn Mai Ly có ren. Nguyễn Mai Ly. Huyền Đỗ. Huyền Đỗ. Trần Thị Tài Cháo. Phương Trúc ơi, mai chủ nguồn cọc em cho kíp nhá. Chị Nguyễn Hải Anh có đơn bên em chưa? Trần Thị Tài Cháo có ren. Váy kẻ cộng váy ren cho chị Nguyễn Giang 230, ok chị gái này. Không, em SM rồi chị ạ. Còn mỗi size L thôi. Nhưng mà các chị làm cho em một cái dây beo là được mà. À, Nguyễn Giang là em kẻ và váy ren đấy. Ok, chị nào đây? Trang Phan có Trang Phan 756 này. Chị Nhung Dương 008 này. Chị Phương Đỗ Minh một cái này. Cái này dần cho chị Khánh Nguyễn 387 là hết rồi. Chị lấy cho em một cái váy kẻ cho chị Nguyễn Giang đi. Ghi vào số của chị Nguyễn Giang rồi nhá. Cho chị Nhung Hồng xỉ một cái này, 79.000 không xỉ ạ. Và ok chị, đây. Cái này em có 3 cái này. Váy ren này là 7. Váy ren đỏ là 75.000. Váy này đi tiệc thoải mái này. Chị nào lấy váy đỏ này thì comment cho em là mã số là V1. Vâng ok chị. Mã này chốt cho là V1 nhá, 75.000 dành cho chị nào dưới 52 cân. Cái này đi tiệc đi cưới là bao sang nhá chị ơi, đẹp chưa? Phần dưới nó chân váy bút chì này, quá là xinh luôn. Mã này chốt cho là V1 nhá, 75.000 váy thiết kế đó. V1 cho em nhá. Đi tiệc đi cưới là quanh luôn. Mã này chốt cho là V1 này. V1. Hai vừa, tầm dưới 52 cân là ok cho em. Cho chị thi võ hai con này. Ok. V1 cho em. Màu trắng thì nó bị lỗi mất rồi chị ạ. Màu trắng nhìn nó màu nó hơi bị tối, nó hơi bị kiểu như bị sần vải ấy. Cho chị Lan Anh này. Có xỉ không? Không. Em không còn size L đâu ạ. À mã này cho rồi còn chị nào lấy nữa không chị ạ? Lan Anh có V1. Chị Thanh Định ơi, chị bao nhiêu cân? Em còn một cái này, chị nào lấy nốt cho em đi này. Khách chị nào lấy nốt cho em đi này. Còn một cái. Để đốt cái váy này để nghỉ thôi. 23 giờ là mình đi rồi. Cô bụng đấy ngáp là mình ngáp. Ngáp là lây mà chị. Ui ôi, váy này đẹp chưa? 75.000 cho em là V6. Thì em bảo khách sĩ nào lấy nốt cho em đi. V6 em này, 54 cân đổ về kèm theo dây đai đó chị nhá. V6 chị Lan Anh có rồi ạ. Váy này không lấy thì lấy con nào á chị ơi, hai lớp cơ mà. Nào V6 cho em. Tay bèo 75.000. Quá là đẹp luôn, dáng maxi nhá. 60 cân ok mấy cái quả này luôn cho em này. Nó là dáng maxi, dáng dài mà. Mã này chốt cho em là V6. À chị không vừa, đừng lấy chị ơi, cái đấy chị không vừa đâu. V6 cho em nhá, đẹp chưa? Quá là xinh, con này kèm theo dây đai luôn. 54 cân đổ về kèm theo dây đai này. Đẹp lắm, xem còn chưa bán luôn. V6 chị Hoa Lê. Chị Thu Lưu Nguyên. Trần Thị Tài Thảo. Bên đây là có chị Huyền Đỗ. V6 ạ. Huyền Đỗ xin lại số mẹ ạ. Không, chị Trần Thúy Nga bên em đọc tên chị nào là chị ấy có hàng. Chị Đăng. Không. Phương Thảo Bùi. Phương Thảo Bùi. Chị Đăng có V6. Chị Oanh Thanh Trần. 75.000 luôn cho em ạ. Tắt đèn như nước cất luôn. V6. Chị Phương Thảo Bùi có V6. V6 cho em nhá. Ok. Chân này thì ra em không lên được đâu. Quan Thánh Trần nhớ V6. Dê vào chỉ có một cái thôi.
á. Thôi chị bằng mai nhé. Có nên gội đầu không? Bây giờ có nên gội đầu không? Bây giờ có còn gội đầu không chị nhỉ? Cho em. Bây giờ em phát. Sợ chết ạ. À, cái đầu bếp lắm. Mai đi với Hà cái đầu bếp lắm. Trời ơi. Ê, nghỉ nha các chị ơi, hẹn các chị mai nha.